chương 1851, thời gian áo nghĩa. Suy suy, vết nứt không gian như phá toái pha lê hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi, kha lộng ảnh thân thể tả hữu trên dưới phiêu diêu, căn bản là không có cách khống chế cân bằng, tựa như một cái tại trong cuồng phong bạo vũ tiểu yến tước. Mà cuồng hổ trường thương lại giống như là thợ săn cưỡng mâu, mắt thấy là phải đánh chúng kha lộng ảnh. Uống, kha lộng ảnh khẽ kêu một tiếng, đôi mắt đẹp lấp lánh không ngớt, cứ việc thân thể phiêu diêu bất định, nàng lại cưỡng ép khai cung hai tay nhanh như tia chớp liên tục kéo 27 lần, nàng cái kia thanh màu bạc trường cung liên tục không ngừng bắn ra 27 đem ngân tiễn, mà lại một cái so một cái nhanh, theo nhau mà đến. Phía sau ngân tiễn đuổi kịp trước mặt ngân tiễn, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng 27 đem ngân tiễn dung hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh khổng lồ mũi tên ánh sáng, thoáng cái cùng kia màu xanh đầu thương đánh vào nhau. Oanh, một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên, kha lộng ảnh thân thể mềm mại cùng cuồng hổ thân thể đồng thời bị tạc đến xoay chuyển ra ngoài. Cứ việc bị tạc bay nhưng hai người động tác vẫn là như vậy yêu mỹ phiêu giật, kha lộng ảnh xoay tròn lui lại, cuồng hổ lại là không ngừng lộn ngược ra sau, hắn lui nhanh mấy ngàn trượt, thân thể quang mang sáng lên, trượt ra một cái đường cong hướng kha lộng ảnh vào tới. Ừm, mặc dù kha lộng ảnh thành công tránh khỏi tuyệt sát một chiêu, nhưng theo cuồng hổ cùng kha lộng ảnh phản ứng đến xem, giang giật rõ ràng có thể nhìn ra kha lộng ảnh cùng cuồng hổ thực lực tranh lệch vẫn là rất lớn. Kha lộng ảnh giờ phút này còn tại lui lại, cuồng hổ đã ổn định thân thể bắn tới. Suy suy, tại cuồng hổ tới gần mấy trăm trượng lúc, Kha Lộng Ảnh rốt cuộc mới phản ứng, lần nữa bắn ra đầy trời ngân tiễn. Cuồng hổ lần này không có biến mất ở trong hư không, cứ như vậy cuồng bạo phóng đi, bất quá lần này trường thương trong tay đâm ra đạo đạo thương ảnh. Hắn bắn ra thương ảnh không phải một loại nhan sắc, mà là ẩn chứa thanh, bạch, hắc, hoàng, làm năm loại quang mang. Giang giật bọn hắn tinh tường ở bên trong cảm thụ năm loại rất cường đại ý vị, đúng là năm loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp mà thành cường đại công kích. Lợi hại, thiên giới thịnh nhất tên hai cái công tử một trong, quả nhiên không phải dựa vào thổi phồng lên. Đao phong năm đó là đao gia đệ nhất công tử, lại cùng cuồng hổ viêm kỳ danh khí tranh lệch rất xa. Giờ phút này xem xét hoàn toàn chính xác kém xa, khí độ thực lực đều không phải là một cái cấp bậc. Giang giật loại thứ hai bản nguyên áo nghĩa đều không có đại thành, chớ nói chi là dung hợp, cuồng hổ nhìn nhiên kỳ cũng không lớn, sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, lại có thể dung hợp năm loại bản nguyên áo nghĩa mặc dù nhà bọn hắn có cái phong đế cấp có rất nhiều thần kỳ bí cảnh các loại tài nguyên nhưng cuồng hổ thiên tư tuyệt đối là nghịch thiên cấp Rầm rầm rầm, cuồng hổ ngũ sắc lưu quang đánh ra kha lộng ảnh bắn ra ngân tiễn một sợi bị yên diệt cuồng hổ mang theo cuồng bá không ai bị nổi khí thế hướng phía trước từng bước bước tới muốn dùng đường đường chính chính chi sư ép tới kha lộng ảnh không có tính khí trên người hắn khí thức như một tòa núi cao khiến người ta cảm thấy căn bản là không có cách kháng cự, chỉ có thể bị hắn nghiền ép. Mặc dù là địch nhân, Giang giật giờ phút này đều không thể không chịu phục. Cái này cuồng hổ phong thái tuyệt đối là vô song, theo đao ra ba tỷ muội công dương tiểu thư si mê ánh mắt đó có thể thấy được, giữa sân rất nhiều tiểu thư đều hai mắt ngậm xuân, đoán chừng giờ phút này cuồng hổ nói một câu, các nàng đều có thể trực tiếp ở bên ngoài cùng với hắn giã chiến. Hiu hiu hiu, kha lộng ảnh một bên lui lại, một bên không ngừng bắn ra ngân tiễn. Nàng bắn ra bao nhiêu, cuồng hổ liền có thể yên diệt bao nhiêu, cuồng hổ tốc độ rõ ràng nhanh hơn nàng, khoảng cách của song phương không ngừng bị rút ngắn. Kha lộng ảnh tựa hồ minh bạch chính mình không phải cuồng hổ đối thủ, nàng dừng một chút không còn bắn ra lưu quang, thân thể mềm mại xoay tròn hướng lên trên mặt bay múa mà đi, tựa như một cái phủ diêu mà lên tiên hạc. Động tác của nàng phi thường yêu mỹ, giống như một cái tiên nữ tại cửu thiên tri thượng múa đơn, một sát na kia ở giữa toàn trường nam tử cùng nữ tử đều bị nàng dáng múa hấp dẫn, rất nhiều linh hồn thấp mắt người mắt cũng hơi bắt đầu mông lung. Kha lộng ảnh phải vận dụng sát chiêu, Giang giật nội tâm âm thầm có vẻ mong đợi, không biết kha lộng ảnh chân chính thường đại sát chiêu là cái gì. Nàng lần trước tại lâm hải bí cảnh cũng không nhìn thấy nàng vận dụng đại chiêu, cũng có thể là là cuối cùng bị cao cấp minh tướng đột nhiên tập kích, chưa kịp phát động. Giờ phút này bị bức phải không có biện pháp, việc quan hệ kha ra vinh quang, nàng không thể không toàn lực ứng phó. Hưu, cuồng hổ thân thể cũng xoay tròn, theo sát kha lộng ảnh hướng lên trên uổng phí vào tới, trường thương màu xanh bên trên ngũ thải quang mang lấp lánh, khí tức một ngạt theo trường thương bên trên chuyển đến, cuồng hổ bắt đầu xúc thế, rõ ràng chuẩn bị vận dụng sát chiêu. Uống, kha lộng ảnh bay lên cao vạn trượng uổng phí, thân thể đột nhiên đảo ngược, trong tay ngân cung đột nhiên kéo một phát, lần này nàng lôi ra trường cung cũng không có bắn ra ngân tiễn, mà là bắn ra một cái không có bất kỳ cái gì thực thể vô hình chi tiễn. Sở dĩ nói là vô hình chi tiễn, bởi vì thanh này tiến nhìn không thấy thân thức dò xét không đến nhưng bốn phía không gian lại như hồ nước sóng gió nổi lên cảm giác giống như trong hồ có một đầu cá kiếm hướng phía trước vọt tới tại thanh này vô hình chi tiến bắn ra lúc chuyện kỳ dị phát sinh cuồng hồ thân thể tại thời khắc này thế mà không động được mà lại khắp nơi tại thời khắc này tựa hồ dừng lại phong ngừng lưu động côn trùng ngừng kêu khẽ lá cây ngừng bay xuống thời gian tại thời khắc này thế mà dừng lại thời gian đình chỉ giang giật đã từng cùng một cái võ giả khai chiến đối phương thả ra một chủng loại tựa như thần thông như vậy nhậm thiên phàm không gian tĩnh chỉ mặc dù nhìn không sai biệt lắm nhưng giang giật lại cảm giác không giống bởi vì giờ khác này hắn phát hiện chính mình là không có nhịp tim không có hô hấp thân tử không có thể động huyết dịch không thể lưu truyền chỉ có não hải có thể truyền sở dĩ hắn kết luận đây là thời gian áo nghĩa bởi vì lân hậu tuyệt kỹ thành danh liền là thời gian áo nghĩa lợi hải đừng nói thời gian áo nghĩa thời gian pháp tắc giang giật cũng chưa từng gặp qua, chỉ là tại thiên tinh đại lục gặp qua một cái cấp thấp thời gian đảo lưu đạo văn. Bất quá loại kia đạo văn đối với thượng giới người mà nói, không chịu nổi một kích, đoán chừng chỉ có thể để cho mình thời gian ngược dòng đi, kha lộng ảnh lại làm cho phương viên vạn lý thời gian đều dừng lại. Thời gian đình chỉ, giờ khắc này đều dừng lại, tất cả mọi người không động được, loại này đại sát chiêu quá kinh khủng. Giống như kha lộng ảnh dùng chiêu này đối phó giang giật, hắn cũng chỉ có thể bằng vào vô ích chờ chết. Bất quá, Cuồng hổ khác biệt, bởi vì cuồng hổ cũng là ngụy đế cấp, mà lại thực lực so Kha Lộng Ảnh mạnh mẽ. Hắn ở giữa không trung dừng một hơi thời gian, trên thân quang mang sáng rõ, trường thương ngũ sắc quang mang lấp lánh, hắn trường thương đột nhiên lắc một cái, bốn phía không gian phá thành mảnh nhỏ. Uống, hắn đột nhiên hướng hướng lên trên mới đâm ra một thương, một đầu ngũ sắc nộ long gào thét mà lên trong nháy mắt đem Kha Lộng Ảnh bắn ra vô hình chi tiến yên diệt, sau đó hung hăng đâm vào bắn ngược mà xuống Kha Lộng Ảnh. Ầm um, Kha lộng ảnh trên người hỏa hồng sắc chiến giáp quang mang đại thịnh, nàng miệng anh đào nhỏ bên trên tiên huyết cuồng phún, thân thể mềm mại bị mãnh nhiên hướng lên trên uổng phí đập tới, thoáng cái tiểu bị đập bay ra ngoài vạn trường. Tiểu thư, Kha lộng ảnh hộ vệ xương di thấy được nàng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đóng chặt đã ngất đi vội vàng bay vụt mà lên, đem Kha lộng ảnh ở giữa không trung tiếp lấy bay thấp mà xuống. Ha ha, cuồng hổ đứng ngạo nghế giữa không trung trường thương ngúa một cái thương hoa, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt mặt mũi tràn đầy tự tin, khí thế trên người không ai bị nổi, giống như một tôn vô địch chiến thần, cái kia như tinh thần lấp lành ánh mắt tại một đám người trên thân, đau mẫn bọn người thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đều là xuân ý, đoán chừng quần lót đều ướt. Cuồng hổ ánh mắt cuối cùng rơi vào giang giật trên thân, hắn mở miệng, kha ra thế hệ tuổi trẻ quả nhiên ngọa hổ tàng long, lộng ảnh tiểu thư dùng nữ nhi chi thân có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, còn như thế dũng vũ, lệnh làm hổ bội phục. Giang giật đôi mắt lạnh xuống, cuồng hổ lời này nhìn không có vấn đề, kỳ thật câu câu đều đang đánh mặt của hắn A. chương 1852, quỳ xuống dập đầu. Ngọa hổ tàng long, nữ nhi chi thần, dũng vũ. Mấy cái này từ liền xem như đồ đần đều có thể nghe ra cuồng hổ tại châm chọc sang giật, châm chọc kha ra không người, phái một nữ tử ra xuất chiến, nữ tử đều như thế dũng vũ, nam tử lại như rùa đen rút đầu không dám ló đầu. Bá bá bá, vô số ánh mắt hướng giang giật quét tới, Cuồng chiến đao mẫn công dương tiểu thư bọn người trong mắt mỉa mai chi ý hết sức rõ ràng, vân băng cùng một đám cửu dương thành công tử tiểu thư cũng nhìn về phía giang giật, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không huyết tính. Huyết tính giang giật tự nhiên là có, giống như kha lộng ảnh thắng, hoặc là đánh cái ngang tay, không có ngất đi, cuồng hổ coi như làm sao khiêu khích giang giật cũng sẽ không xuất thủ, giờ phút này lại nôn nóng muốn ra tay. Nếu như hôm nay hắn sợ, kha gia sẽ bị người trong thiên hạ xem nhẹ, Bất luận như thế nào người khác khiêu khích ngươi, người coi như thua cũng sẽ không có người chế giễu. Giống như sợ, vậy đối với Kha gia danh dự đả kích chính là to lớn, liền một trận chiến dũng khí đều không có, Kha gia con em tu luyện là vì cái gì? Vấn đề là làm sao chiến? Cửu Dương Thành bên trong có 36 cái thiên vương, hắn như xuất thủ trong nháy mắt sẽ bị khám phá thân phận, một Thiên Vương thế nhưng là cùng đao ra quan hệ tâm đầu ý hợp a. Đoán chừng hắn cùng cuồng hổ còn không có đánh xong, thanh đế liền sẽ tới a lại nói coi như khai chiến hắn dựa vào chính mình chiến lực cũng không phải cuồng hổ đối thủ a nhục thể của hắn là mạnh nhưng so sánh đao nô vấn đề là chiến đấu không chỉ có riêng xem nhục thân hắn tổng hợp chiến lực đoán chừng đều không có kha lộng ảnh mạnh như thế nào cùng cuồng hổ chiến đương nhiên giống như hắn vận dụng hỏa long kiếm có lẽ kết cục chính là một loại khác nhưng hắn dám lấy ra hỏa long kiếm sao hắn không dám hắn trầm mặc xuống đôi mắt chuyển động nghĩ đến làm sao tại không lộ ra ánh sáng thân phận điều kiện tiên quyết cùng cuồng hổ một trận chiến nghĩ đến một lát hắn phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào hắn buồn bực không thôi nội tâm kìm nén một cỗ khí nghĩ phát tiết lại phát tiết không ra tiểu tử nhưng vào lúc này si hồng thế mà truyền âm người nghĩ ra khí giang giật nội tâm chấn động mắt sáng rực lên chẳng lẽ si hồng có biện pháp si hồng rất nhanh truyền âm nói ta cảm ứng được có một cái tàn kiện tại thiên hồng giới phía tây ngươi như nghĩ ra khí liền đem cái này cuồng đế tử tôn mang đến hư không bên ngoài, xuất khí sau liền đi thiên hồng giới phía tây tìm tàn kiện đi, chỉ cần thời gian ngắn không hồi thiên hồng giới, tứ đế không làm gì được ngươi. tốt, giang giật rất là phấn chấn, cái thứ sáu tàn kiện si hồng cảm ứng được, đã không tại thiên hồng giới, hắn có cái gì e ngại đi hư không bên ngoài đánh, hắn chơi như thế nào đều được a. À, cuồng đế thanh đế viêm đế không có khả năng đi quan chiến a à, lại nói coi như quan chiến si hồng cũng sẽ cảm ứng được, thiên hồng giới không có tàn kiện hắn không thể đi tìm y phiêu phiêu, không thể đi địa giới, trước mắt ở tại thiên hồng giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn rất nhanh quyết định, trên thân cũng biến thành chiến ý giạt rào. Ừ, giang giật trên người chiến ý bị rất nhiều người dò xét đến, cuồng hổ mắt sáng rực lên, cuối cùng đem cái này rùa đen rút đầu kích động ra tới rồi sao đau mẫn mấy người cũng rất là hưng phấn, ánh mắt sáng rực nhìn qua giang giật. Giang giật dừng một chút, xa xa cùng cuồng hổ đối mặt, mở miệng nói, hổ công tử, Kha ra không chỉ là có nữ nhân, còn có nam nhân. Ngươi muốn cùng ta chiến, ta liền cùng ngươi chiến, bất quá dạng này quyết đấu không có gì hay. Không bằng chúng ta đi hư không bên ngoài chém giết minh tộc như thế nào một ngày thời gian bên trong xem chúng ta ai giết minh tộc nhiều, người thua quỳ xuống dập đầu như thế nào. Hư không bên ngoài, giang giật điều kiện để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, quyết đấu tự quyết đấu, làm sao biến thành đi giết minh tộc rất nhiều công tử tiểu thư có chút ý vị tẻ nhạt, dù sao không phải người nào đều có thể ra hư không bên ngoài không có gia tộc trưởng bối mệnh lệnh các nàng cũng không thể rời đi thiên hồng giới ha 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 cuồng hồ cũng không để ý chỉ cần giang giật nguyện ý xuất thủ chơi như thế nào đều được quỳ xuống cái này kha ra mặt ném đến sẽ còn lớn hơn nữa hắn cũng không muốn quá nhiều coi là giang giật đối phó minh tộc có một tay tự nhận không phải là đối thủ của hắn lượn quanh cái ngoặt muốn tìm về mặt mũi hắn trầm ngâm một lát Gật đầu nói, đã kha kiếm công tử muốn chơi đùa, hổ sao có thể không phụng bồi giống như. Phụ cận mộng vụ bí cảnh tựu có minh tộc tại tiến công, chúng ta liền đi nơi đó như thế nào. Có thể, Giang giật nhẹ gật đầu, mang theo phượng nghe hướng thành nội bay đi. Phượng nghe có chút lo lắng truyền âm nói, công tử, người đã suy nghĩ kỹ xử trí như thế nào cuồng hổ. Đã muốn xuất thủ, vậy khẳng định sẽ bại lộ thân phận. Như vậy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết cuồng hổ hoặc là cùng không cần hỏi đồng dạng cầm xuống ném vào thiên hàn châu bên trong. Hai loại lựa chọn này đều không phải là lựa chọn tốt, cuồng hổ thế nhưng là cuồng gia thiếu tộc trưởng, bất luận mất tích hoặc là bị giết, đến lúc đó cuồng đế khẳng định gặp qua hỏi. Phượng Nghê không biết giang giật thời gian ngắn căn bản cũng không có dự định xoay chuyển trời đất hồng giới, sở dĩ coi như giết cuồng hổ đều không có vấn đề lớn, bộc quang thân phận cũng không quan trọng. Giang giật không có truyền âm, sợ 36 vị thiên vương có đặc thù thần thông, do xét giữa hai người truyền âm, hắn trầm mặc hướng cửu dương thành bay đi, cuồng hổ cũng mang theo tất cả mọi người bay trở về. Tiến vào cửu dương thành, cuồng hổ sợ giang giật hối hận, lập tức bay đi một cái truyền tống trận, hướng giang giật nhìn thoáng qua nói, cái truyền tống trận này có thể trực tiếp truyền đi, kha kiếm công tử nếu ngươi hối hận còn kịp. Lộng ảnh tiểu thư đã thay ngươi xuất chiến, việc này đã qua. Ha ha ha, giang giật cười to mang theo phượng nghe tiến vào truyền tống trận, cuồng chiến cùng viêm phù liếc nhau cũng đi theo bay vào đây đao ra ba tỷ muội suy tính một lát cùng theo vào, công dương tiểu thư đồng dạng đi theo vào. Còn lại công tử tiểu thư nhưng không có vào đây, vân băng các nàng không có gia tộc mệnh lệnh cũng không dám đi hư không bên ngoài, chỉ có thể có chút tiếc nuối nhìn qua cuồng hổ giang giật bọn người rời đi. Kha lộng ảnh vẫn còn đang hôn mê bên trong, Sương Di mặc dù biết giang giật thân phận, nhưng nàng thân phận địa vị làm sao dám thuyết phục giang giật, chỉ có thể trông mong nhìn qua truyền tống trận mở ra. Nàng mang theo kha lộng ảnh đi một khách sạn, chữa thương cho nàng, chờ đợi nàng tỉnh táo lại. Vân băng, người đi theo nhìn xem, nếu có bất kỳ tình huống gì trước tiên đưa tin trở về. Cái này kha kiếm có chút vấn đề, nhớ kỹ không nên khinh cử vọng động, quan chiến là được. Ngay tại truyền tống trận quang mang lấp lánh muốn mở ra lúc, vân băng trong đầu vang lên một cái truyền âm, vân băng đôi mắt sáng lên, thân thể lập tức bay đi, vừa mới đi vào truyền tống trận, cùng một chỗ truyền tống đi. Đại ca, cái kia kha kiếm có vấn đề, trong một cái đại điện, Vân Thiên Vương nhìn qua Ngụy Thiên Vương hồ nghi vấn đạo, vừa rồi truyền âm là hắn truyền, nhưng mệnh lệnh lại là Ngụy Thiên Vương dưới, sở dĩ Vân Thiên Vương mới có hơi nghi hoặc. Cũng không xác định, Ngụy Thiên Vương đôi mắt lấp lánh, hắn trầm ngâm một lát nói ra, ta nhận được tin tức Kha Kiếm là chết, mà lại Kha Kiếm coi như không chết, làm sao vừa mới khôi phục tụ có tâm tư đi phong giới tầm bảo Kha Kiếm chiến lực trước kia không có mạnh như vậy, bên cạnh hắn cường giả yêu tộc xuất hiện quá khả nghi, mặt khác vừa mới nhận được tin tức không cần hỏi mất tích, rất có thể bị tiểu tử này bắt được. Ây, Vân Thiên Vương rất là kinh ngạc, kinh ngạc nghĩ một lát, Hồ Nghi nói ra, không cần hỏi chiến lược mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng là ngụy đế cấp A. Giống như Kha Kiếm có thực lực này, vì sao vừa rồi sợ chiến đạo lý kia đã nói không thông A. Hắn tại phong giới đã nhất chiến thành danh, vì sao giấu che đậy dịch hắn là Kha gia đệ tử, cũng không sợ cây có mọc thành rừng A, không đúng. Vân Thiên Vương đột nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía ngụy thiên vương hỏi đại ca người ý tứ cái này kha kiếm là giả là tiểu tử kia trở về ta cũng không xác định ngụy thiên vương đôi mắt lấp lóe thật dài thở dài nói ta lặng yên dò xét hắn mấy lần không có bất kỳ phát hiện nào giống như hắn không phải thật sự kha kiếm có thể ngụy trang đến hoàn mỹ như vậy ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu thế giới này cũng chỉ có giang giật giang giật trên người tiểu tử kia tràn đầy quá nhiều thần bí cùng kỳ tích ga à? nếu quả như thật là giang giật ngày đó đến liền không có chọn lầm người, thời gian một năm liền không cần hỏi đều có thể nhẹ nhóm cầm xuống cái này chiến lược tiêu thăng quá nhanh đi. chương 1853, người đến cùng là ai? Giang giật bọn người ra một trong đó chuyển chạm bên trong, cái này chạm trung chuyển có hơn 10 phong vương cấp lão giả thủ hộ, rất rõ ràng cái này chạm trung chuyển là phi thường trọng yếu cứ điểm. Cuồng hổ ra về sau, cũng không có hướng hư không bên ngoài bay đi, mà là hướng một cái khác truyền tống trận đi đến. Tiến vào truyền tống trận về sau, hắn nhìn qua Giang giật nói, cái truyền tống trận này có thể trực tiếp truyền tống đi mộng vũ bí cảnh bên trong, đi thôi, kha kiếm công tử. Tốt, Giang giật có chút nhức đầu tại vân băng trên thân đảo qua, nhà đầu này làm sao theo tới cuồng chiến đao mẫn bọn hắn theo tới, Giang giật không quan trọng, toàn bộ giết đều được, vân băng lại là không thể giết, cũng không thể bắt a Nhưng như là đã theo tới, hắn luôn không khả năng để vân băng trở về đi. Hắn trầm mặc đi tới trong truyền tống trận, tất cả mọi người đi vào, mọi người lần nữa bắt đầu truyền tống. Ông, mộng vụ bí cảnh hoàn toàn chính xác gần vô cùng, chỉ là truyền tống ba canh giờ, mọi người tự ra một cái bí cảnh đỉnh núi bên trong, cả ngọn núi đều bị cấm chế bao phủ, bên ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều đại quân. Quả nhiên có minh tộc, cái này bí cảnh tia sáng phi thường ảm đạm, bầu trời một trận hắc vân bao phủ, tại màn hào quang bên trong đều có thể cảm nhận được phía ngoài tà ác băng lãnh khí tức. Nơi xa còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh sáng, đoán chừng ngay tại khai chiến. Một ngày thời gian, liền bắt đầu vẫn là nghỉ ngơi trước một hồi cuồng hổ ánh mắt nhìn về phía giang giật phi thường lễ phép hỏi bắt đầu đi riêng phần mình khai chiến dùng ấn thạch ghi chép là được một ngày sau đó về tới đây tập hợp giang giật lạnh băng băng nói hắn căn bản cũng không phải là đến giết minh tộc mà là đến chút giận đánh giết minh tộc chỉ là làm bộ dáng thôi tốt kha kiếm công tử mời cuồng hổ rất có khí độ vung tay lên giang giật thân thể lóe lên mang theo phượng nghe tùy ý hướng một cái phương hướng bay đi Cuồng hổ mỉm cười cùng cuồng chiến đao mẫn vân băng bọn người nhìn một cái, nói ra, chư vị, đã tới, các người cũng xuất chiến đi. Các người yên tâm xuất thủ là được, có ta ở đây sẽ không để cho các người có việc. Tốt, vân băng đao mẫn bọn người nhẹ gật đầu, đi theo cuồng hổ hướng phía trước mới bay đi. Cuồng hổ cũng không hề rời đi giang giật quá xa, cơ hồ là cùng một cái phương hướng, mặc dù hắn cho rằng tất thắng, nhưng vẫn là muốn để phòng giang giật gian lận. Cái này bí cảnh minh tộc rất nhiều, bất quá không có cường đại minh tộc, mà lại bí cảnh bên trong có rất nhiều cửu dương quân, ít nhất có 50 vạn, ngược lại là an toàn vô cùng. Vân Thiên Vương yên tâm như thế để Vân Băng theo tới, cũng là biết rõ cái này bí cảnh an toàn. Mọi người thần thức một mực khóa chặt giang giật, bởi vì cuồng hổ cùng Vân Băng các loại chờ, một đám danh môn công tử tại, đại quân cũng không dám tới gần các nàng, mặc cho bọn hắn xuyên qua đại quân hướng nơi xa bay đi. Phi hành mấy nén hương thời gian, mọi người thấy phía trước có cấp thấp minh tộc ẩn hiện, còn có thể nhìn thấy từng đội từng đội quân đội tại cùng minh tộc khai chiến. Mọi người không để ý đến những này cấp thấp minh tộc cùng quân đội, tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Sau một lúc lâu một cái phong vương cấp tướng quân mang theo hơn một ngàn quân sĩ bay vụt mà đến, bay đến vân băng cùng cuồng hổ phía trước cung kính hành lễ. Đây là cửu dương quân một cái tướng quân, vân băng cùng cuồng hổ đến đây, tự nhiên muốn tới bái kiến. Không có việc gì, không cần phải để ý đến chúng ta, người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Vân băng phát tay để tướng quân kia thối lui, tướng quân muốn giữ lại mấy trăm quân sĩ đi theo mọi người, không nói cho bọn hắn hộ vệ đi, chỉ ít có thể giúp các nàng làm chuyện lặt vặt, bất quá bị vân băng cự tuyệt, tướng quân kia đành phải mang đội rời đi. Càng hướng phía trước đi, minh tộc càng ngày càng nhiều, giang giật xuất thủ, hắn cho Phượng nghe một cái ấn thạch ghi chép, chính mình một đường tiêu diệt toàn bộ minh tộc. Ha ha, cuồng hồ thần thức tại giang giật phụ cận đảo qua mấy lần, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Giang giật cái này tiêu diệt toàn bộ tốc độ quá chậm, coi như để hắn trước tiêu diệt toàn bộ tiểu nửa ngày, cuồng hổ đều chắc thắng không thể nghi ngờ. Cuồng hổ suy nghĩ một chút vẫn là dẫn một đám người đi giang giật bên trái, cùng giang giật cách xa nhau chăm dặm, hắn một bên chậm ung dung tiêu diệt toàn bộ minh tộc, một bên thần thức khóa chặt giang giật bên kia, xác định hắn sẽ không gian lận. Vân băng thần thức cũng một mực khóa chặt giang giật, vân thiên vương để hắn quan sát giang giật, nàng tự nhiên không dám phớt lờ, mặc dù đứng tại cuồng hổ sau lưng, nhưng chưa bao giờ xem cuồng hổ bên này hổ thiếu cố lên hổ thiếu thật là lợi hại a à. a wow, hổ thiếu chiêu này thật mạnh mẽ đao ra ba tỉ muội cùng công dương tiểu thư không có để ý giang giật mắt quang hỏa nóng nhìn chằm chằm cuồng hổ hận không thể đem cuồng hổ một cái nuốt vào cuồng hổ loại này tuyệt thế nam tử đối với các nàng bốn cái con lực hấp dẫn so giang giật càng lớn đáng tiếc cuồng hổ rõ ràng chướng mắt các nàng chưa bao giờ cùng các nàng câu đáp quá chớ nói chi là vật lộn sau nửa canh giờ giang giật gia tăng thanh lý tốc độ một đường hướng phía trước đâm xuyên mà đi. Cuồng hổ cười nhạt một tiếng xem thường, cũng hơi gia tăng một chút xíu công kích lực độ, học giang giật đồng dạng hướng phía trước đâm xuyên mà đi. Cuồng chiến cùng viêm phù đao mẫn bọn người căn bản cũng không có tiêu diệt toàn bộ minh tộc tâm tư, các nàng theo tới thuần túy là tới chơi, đến xem giang giật làm sao quỳ xuống. Sở dĩ một mực đi theo cuồng hổ đằng sau, có cấp thấp minh tộc tới gần đánh lén loại hình, mấy người tiện tay tự cho chém giết. Một đường đột sát, một đường đột tiến, tại mấy canh giờ sau, giang giật cùng cuồng hổ bên này đều đột tiến mấy trăm vạn lý hoàn toàn tiến vào bí cảnh chỗ sâu cái này bí cảnh hoàn toàn chính xác không có cường đại minh tộc cao cấp minh tướng đều không có gặp được một cái tất cả mọi người không có để ý cuồng hổ càng không thèm để ý cho dù có cao cấp minh tướng cũng không sợ không sai biệt lắm a à. giang giật âm thầm tính toán khoảng cách xa như vậy phụ cận đã không có bất kỳ kẻ nào giang giật trong tay hỏa linh châu lạng yên xuất hiện hắn thần thức quét vào đi truyền âm nói si hồng đại nhân, làm phiền ngươi dò xét thoáng cái. Si hồng thần thức lặng yên vô tức quét tới, rất nhanh một thanh âm vang lên tại giang giật trong đầu, an toàn, cái này bí cảnh bên trong không có cường giả, bí cảnh bên ngoài toàn vẹn ngàn vạn dặm cũng không có cường giả ẩn núp. Tốt, giang giật đưa tay đánh ra một đạo lưu quang đem một mảnh minh tộc đánh bay, hắn đột nhiên chuyển hướng hướng cuồng hổ bên này chậm chậm bay tới. Ách, à, cuồng hổ bọn người có chút kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn về phía giang giật không biết hắn muốn làm gì. Vân Băng trong mắt đẹp quang mang có chút lấp lánh, Vân Thiên Vương để nàng cùng đi theo dò xét Kha Kiếm, chẳng lẽ cái này Kha Kiếm thật sự có vấn đề? Ha ha, Giang giật ánh mắt hướng Vân Băng nhìn lại, thanh âm đột nhiên biến đổi, khôi phục nguyên âm thanh, chắp tay nói, Vân Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Oanh, Vân Băng linh hồn bên trong như một đạo kinh lôi nổ lên, nàng thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đỏ lên, môi rung rung thoáng cái, muốn nói gì, lại không hề nói gì ra, chỉ nói một chữ, được. À! Vân băng dị dạng để cuồng hổ cuồng chiến bọn người kinh nghi không thôi, vân băng giờ phút này nước mắt đều nhịn không được, chút xuống. Cuồng hổ đôi mắt lấp lánh, trường thương trong tay xuất hiện, chỉ phía xa giang giật nói, người đến cùng là ai? Ha ha ha, giang giật cất tiếng cười to nói, cuồng hổ, người đoán đúng, ta chính là người nghĩ người kia. Ông, cuồng hổ trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm tới, một đầu ngũ sắc nộ long gào thét mà đi, trong tay hắn trước tiên xuất hiện một khối ngọc phù, liền muốn bóp nát hướng cuồng đế cầu viện. Hừ, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, thiên hàn châu sáng lên, một cái tóc bạc mắt bạc như là ma thần nam tử xuất hiện, một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thức bao phủ tất cả mọi người, đồng thời một đạo ngân quang phá không mà đến trong nháy mắt chui vào cuồng hổ trong đầu, để hắn liền muốn bóp nát ngọc phù tay căn bản không động được. Phong đế cấp, cuồng chiến bọn người sắc mặt đại biến, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc biết không cần hỏi vì sao mất tích, Giang giật có phong đế cấp cường giả làm giúp đỡ, 10 cái không cần hỏi cũng muốn chết. Các nàng còn biết các nàng xong, Giang giật đã lộ ra át chủ bài, hôm nay sợ là một cái cũng chạy không được. chương 1854, toàn bộ ném vào. Thiên phượng đại đế vừa ra tay, lập tức biết có hay không. Phong đế cấp cường giả đừng nói cuồng hổ dạng này ngụy đế cấp, liền xem như đau nô nghĩ bóp chết, cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Còn cuồng chiến các nàng một đám phong vương cấp càng là ngay cả động cũng không động được, cũng như năm đó Thiên Phượng Đại Đế công kích Giang giật, loại kia kinh khủng uy áp tựa như một tòa đại sơn đè xuống, để các nàng hô hấp đều đình chỉ. Xuy suy, Thiên Phượng Đại Đế thân thể như diều hâu lướt đến, tay của hắn biến thành lợi chảo thoáng cái bắt lấy Cuồng Hổ tay, nhẹ nhàng dùng sức Cuồng Hổ tay tựu bị bắt đoạn mất, ngọc trong tay của hắn phù cũng bị Thiên Phượng Đại Đế cầm xuống. Âm, um, Thiên Phượng Đại Đế một cái tay khác, đột nhiên nắm Cuồng Hổ cổ, một đạo cường đại yêu lực đi vào Cuồng Hổ trong thân thể, trong nháy mắt đem hắn phong ấn. A, à, cuồng hổ bị kịch liệt đau nhức giật mình tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị phong ấn, còn bị nắm cổ, lập tức ánh mắt khóa chặt giang giật, quát khẽ giang giật, người đắc tội thanh đế, còn muốn đắc tội chúng ta cuồng ra chẳng lẽ người thật nghĩ thiên hạ cũng địch? Giang giật, một đám người trong đầu nổ lên một đạo kinh lôi, giờ phút này thiên phượng đại đế khí tức đã có chút thu liếm, rất nhiều người miễn cứng có thể động, toàn bộ ánh mắt đều hướng nơi xa giang giật nhìn lại. giờ khắc này rất nhiều người cũng bừng tỉnh đại ngộ, kha kiếm trước kia thanh danh không hiển hách các nàng đều âm thầm hiếu kỳ, Kha Kiếm làm sao có thể như thế cường đại hơn nữa còn có như thế khí chất nếu có khí chất này cùng thực lực đã sớm truyền khắp thiên hạ. Viêm phù trong tay một cái ngọc phù lặng yên ra, thiên phượng đại đế lãnh mâu đảo qua, cười lạnh nói, ngươi dám đưa tin thử một chút. Nhìn xem thiên phượng đại đế con người băng lãnh, viêm phù thân thể run lên, tay run một cái ngọc phù đều rất xuống. Cuồng chiến cùng đao mẫn mấy người cũng hữu tâm đưa tin, nhưng bị thiên phượng đại đế nhìn lướt qua ai cũng không dám động. Ông! Giang giật không có trả lời cuồng hổ, mà là dùng hành động nói cho cuồng hổ thái độ của hắn. Hắn thiên hàn châu lần nữa sáng lên, câu trần vương xuất hiện, phượng nghe khí tức trên thân cũng cuồng bạo mà ra, hiển lộ ngụy đế cấp chiến lực, nàng cùng câu trần vương cuồng lướt mà đến, phóng đi trong đám người. Phanh phanh phanh, có thiên phượng đại đế chân áp, đám người này căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu, rất nhanh từng cái bị kích thương, bị phong ấn. Chỉ là hai hơi thời gian, ngoại trừ vân băng bên ngoài, tất cả mọi người bị bắt rồi. Vân băng trong mắt không có rơi lệ, mà là có chút không biết làm sao. Cuồng hổ thế nhưng là cuồng gia thiếu tộc trưởng, viêm phù cũng là viêm đế hậu đại, giang giật đây là muốn thiên hạ cũng địch tiết tàu A. Toàn bộ ném vào, giang giật suy nghĩ một chút quát khẽ đạo, hắn không có đem toàn bộ người giết, mà là để câu trần vương cùng thiên phượng quân chủ đem tất cả mọi người đưa vào thiên hàn châu bên trong. Những người này hắn tùy thời có thể dùng giết, bắt lại hắn cũng có một chút thẻ đánh bạc, vạn nhất cuồng đế viêm đế thanh đế truy sát, cũng sẽ có một chút cố kỵ không phải. Ông, thiên hàn châu lấp lánh mấy lần, thiên phượng quân chủ cùng câu trần vương đều biến mất, cuồng hổ đao mẫn bọn người bị mang vào. Phượng nghe không có đi vào, đứng tại giang giật sau lưng, vân băng càng thêm không biết làm sao, có chút co quắp lại có chút xa lạ nhìn qua giang giật. Giờ khắc này, nàng cảm giác cái này nam tử tựa hồ cùng mình không phải một cái thế giới. Một năm không thấy liền phong đế cấp đều muốn nghe hắn thủ hạ còn có hai cái ngụy đế cấp yêu tộc thủ hạ, Vân tiểu thư, người trở về đi. Giang giật mỉm cười nhìn qua vân băng nói, mặt khác thay ta cảm tạ ngụy thiên vương cùng ra ra ngươi, chuyện hôm nay bất luận kẻ nào hỏi, ngươi cứ việc nói thẳng là được, bại lộ thân phận của ta cũng không quan trọng. Đương nhiên, giống như có thể kéo một đoạn thời gian thì tốt hơn, ngươi có thể nói ta cùng cuồng hổ bọn hắn khai chiến, cuối cùng toàn bộ đều mất tích. Ân, ta muốn rời đi, chế chút sợ thanh đế viêm đế cùng cuồng đế đều muốn tới, vân tiểu thư hữu duyên gặp lại đi. Giang giật lấy ra liệt không thủ sáo liền muốn xé rách bí cảnh đi hư không bên ngoài đào mệnh, vân băng lúc này đột nhiên khẽ kêu, không, Giang giật. Ngươi không thể lưu lại ta, Giang giật nhướng mày, nghi hoặc quay đầu nhìn qua vân băng nói, vì cái gì? Vân băng nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, Giang giật, nhân tộc cùng minh tộc khắp nơi tại khai chiến, phía ngoài bí cảnh đều là quân đội. Một khi ngươi bắt cuồng hổ tin tức của bọn hắn tiết ra ngoài, tất cả quân đội đều sẽ bắt đầu lục soát ngươi, thanh đế cuồng đế viêm đế cũng sẽ lập tức truy sát ngươi sở dĩ việc này giấu giếm càng lâu, người tiểu càng an toàn, có thể trốn được càng xa. Người đem ta lưu lại, đây là một cái lỗ thủng A. Thanh đế cuồng đế viêm đế rất nhanh sẽ tìm tới ta, linh hồn của bọn hắn chi cường đại, đều không cần hỏi ta, trực tiếp có thể dò xét linh hồn của ta, đem lập tức biết vừa rồi phát sinh sự tình. Lá bài tẩy của người tựu đều bị bọn hắn biết rõ, bọn hắn có thể từ đó suy đoán ra rất nhiều chuyện. Vân băng nói rất có đạo lý, Phượng nghe nghĩ nghĩ lập tức truyền âm nói ra, công tử, Vân Tiểu Thư hoàn toàn chính xác không thể lưu lại, nếu không sẽ bại lộ thiên yêu giới, vạn nhất tam đế đi thiên yêu giới, sẽ không có một ngọn cỏ. Ây, Giang giật làm khó, không thể lưu lại Vân Băng, chẳng lẽ giết hoặc là cũng cùng một chỗ bắt được hay là để thiên phượng đại đế đem trí nhớ của nàng cho phong ấn. Vân Băng nhìn thấy Giang giật khó xử, lấy dũng khí nói ra, Giang giật, người dẫn ta đi thôi, chờ qua một đoạn thời gian, người lại đem ta trả lại là đủ. Mang người đi, Giang giật có chút ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, không được a, à, Vân Tiểu Thư, người đột nhiên mất tích lời nói, ra ra người cùng cha mẹ người hội gấp chết. Không có việc gì, Vân Băng ngòn ngọt cười, theo trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc châm, nàng thân thể bay vụt mà xuống, đem ngọc châm cắm ở một cái trên núi nhỏ, còn cần phụ cận thạch đầu bố trí một phen. Lúc này mới bay lên cười nói, được rồi, ra ra nhìn thấy cái này Ngọc Trâm liền biết ta không sao. Thế nhưng là, Giang giật vẫn còn có chút trần chờ nói ra, người hẳn phải biết tình cảnh của ta rất nguy hiểm, người đi theo ta lời nói, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì Vân Băng Phi thường kiên định nói ra, bằng hữu của ngươi như vậy cường đại, thiên địa đều có thể tung hoành, còn không bảo vệ được ta một cái nhược nữ tử coi như tao ngộ thanh đế viêm đế cuồng đế, bọn hắn cũng không dám giết của ta. Tốt ha, à, thời gian cấp bách, giang giật cũng không dám chậm chế quá lâu, thiên hồng giới ngoại đều là quân đội, một khi tam đế hạ lệnh, hắn liền có khả năng bị tìm thấy được hắn lấy ra hỗn nguyên châu nói, ta còn có một cái không gian thần khí, vân tiểu thư trước ủy khuất ngươi. Vân băng ngòn ngọt cười bị giang giật thu nhập hỗn nguyên châu bên trong, giang giật tê liệt không gian mang theo phượng nghe đâm xuyên ra hư không bên ngoài. Đi, ra hư không bên ngoài về sau, giang giật cùng phượng nghe lập tức về phía tây mới bay đi. Si hồng nói hỏa long kiếm cái thứ sáu tàn kiện tại phía tây, nhưng không có cảm ứng cụ thể tại phía tây chỗ nào, hắn chỉ có thể thẳng tắp về phía tây bên cạnh bay đi. Hai người thần thức cực lực dò xét, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ trước tiên tránh đi bất quá có si hồng tại cũng sẽ không để tuần bên cạnh dùng tới gần giang giật không dám bắt cóc hỗn độn thần chu dạng này hội lưu lại dấu vết lần trước tụ bị phát hiện phía tây giang giật nhìn qua đen nhánh ngư không âm thầm cầu nguyện hy vọng kia tàn kiện ngay tại phía tây một cái bí cảnh bên trong cách ly thiên hồng giới không nên quá xa à, tuyệt đối không nên tại còn lại giới diện bên trong bằng không hắn rất có thể cả một đời đều không thể đạt được bởi vì thiên hồng giới tại thiên giới phía đông nhất, phía tây có cửu cái đại giới mặt, cái này cửu cái đại giới mặt đều bị minh giới khống chế. chương 1855, hắn trở về. Mộng vụ bí cảnh rất an toàn, bí cảnh bốn phía có rất nhiều đại bí cảnh, phụ cận chú quân đạt tới mấy trăm vạn. Cuồng hổ là ngụy đế cấp, sở dĩ các gia tộc mặc dù nhận được tin tức cùng Kha Kiếm đi đánh cược, cũng không có quá để ý. Chỉ có một người rất để ý, Kha Lộng Ảnh. Kha Lộng Ảnh tại mấy canh giờ sau tỉnh lại, nàng nhận được tin tức đằng sau sắc biến đổi lập tức theo khách sạn chạy vội mà ra tiến vào truyền thống trận nhưng nàng không có truyền thống đi mộng vũ bí cảnh mà là truyền thống về lân thành nàng biết rõ xảy ra đại sự giang giật người này muốn tự không quyết định xuất thủ một khi xuất thủ cuồng hổ bọn người không chết cũng muốn xảy ra chuyện giang giật mang một cái kha kiếm thân phận kha lộng ảnh nhất định phải trước tiên trở về an bài bố trí bảo đảm việc này không muốn liên lụy kha ra chết cuồng chiến viêm phù đao ra ba tỷ muội các nàng không tính sự tình nhưng cuồng hổ thân phận quá trọng yếu đây chính là cuồng gia thiếu tộc trưởng tương lai một đời mới cuồng đế nàng về tới lân thành sau trước tiên phái người đi mộng vũ bí cảnh dò xét tại phát hiện tất cả mọi người sau khi mất tích nội tâm của nàng khe khẽ thở dài giang giật quả nhiên là giang giật làm việc quả nhiên không lưu chỗ trống toàn bộ người đều bị cầm xuống mang đi nàng không có lập tức làm ra bất kỳ phản ứng nào bởi vì giang giật cùng cuồng hổ trước mặt mọi người nói đánh giết một ngày minh tộc đánh cược sở dĩ một ngày thời gian các gia tộc không có bất luận cái gì hoài nghi một ngày sau đó cuồng hổ bọn người chưa có trở về các gia tộc mới có thể sốt ruột phái người dò xét kha lộng ảnh rất thông minh nàng có thể đoán được rất nhiều chuyện bất luận cụ thể là tình huống như thế nào nàng đều muốn giúp giang giật tranh thủ thời gian cho nên nàng một bên âm thầm bố trí một bên dò xét các gia tộc tình huống thời gian từng giờ từng phút quá khứ cửu dương thành bên trong đám kia công tử tiểu thư đều không có rời đi, chờ lấy cuồng hổ đại thắng mà về, chờ lấy kha kiếm trước mặt mọi người cho cuồng hổ quỳ xuống dập đầu, chờ lấy xem một việc trọng đại. Tại quá khứ tầm nửa ngày sau, ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương lại cảm giác có chút không được bình thường. Bất luận như thế nào tình huống, Vân Băng làm sao đều sẽ chuyển cái tin tức trở về A, à, làm sao thời gian dài như vậy đều không có tin tức. Hai đại thiên vương lặng yên phái người đi mộng vũ bí cảnh dò xét tình huống, nhưng mà đem toàn bộ bí cảnh tìm một lần, cuồng hổ giang giật bọn người lại một cái đều không có tìm được, chỉ là trên một ngọn núi phát hiện một cái ngọc châm. Các loại trợ trinh sát đem ngọc châm mang về, còn có ngọc châm phụ cận bố trí nói cho vân thiên vương sau. Hai cái thiên vương trong mắt quang mang trong nháy mắt bắn ra bốn phía, hai người đều tên giảo hoạt, não hải nhất chuyển liền có thể đoán được đại khái sự tình. Hai người cũng không có bất kỳ cái gì cử động, dù sao vân băng không có việc gì, cuồng hổ bọn người chết sống quan bọn hắn thí sự kha lộng ảnh vội vàng trở về để cho hai người phát hiện vấn đề hai người bắt đầu âm thầm bố trí một ngày sau đó một tin tức dường như sấm xét truyền khắp toàn bộ thiên giới kha gia tại hư không bên ngoài một cái bí cảnh bên trong tìm được kha kiếm thi thể kha gia chứng thực kha kiếm đã sớm chết đi nhiều ngày phong giới cùng cửu dương thành bên trong xuất hiện kha kiếm là giả có một cái cường giả bí ẩn vận dụng cường đại thần thông giả mạo kha kiếm thân phận kha gia gia chủ giận dữ hạ lệnh kha gia toàn lực truy sát giả kha kiếm Kha ra tin tức truyền đến, cuồng gia cùng viêm gia đao ra trợn tròn mắt. Kha ra là giả cái này giả kha kiếm thế mà có thể có thể lừa gạt được cuồng hổ cùng cửu dương thành một đám người thiên vương dò xét người này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu một ngày thời gian đã đến. Cuồng hổ bọn người nhưng không có truyền tống về đến ba nhà bị hù dọa, lập tức phái ra cường giả truyền tống đi mộng vụ bí cảnh. Một cái tin tức động trời lần nữa truyền khắp thiên giới, cuồng hổ bọn người cùng giả kha kiếm toàn bộ biến mất. Toàn bộ thiên giới một mảnh xôn xao, cuồng hổ thân phận quá tôn quý, kia là cuồng gia thiếu tộc trưởng, nội định đời sau cuồng đế. Tin tức lập tức trình lên thanh đế cuồng đế viêm đế trong tai, ba vị đại đế kỹ càng hỏi thăm thoáng cái tình báo, bao quát giả kha kiếm đi phong giới sở hữu tình báo, rất nhanh vô số mệnh lệnh như hoa tuyết truyền khắp thiên giới, vô số đại quân tề động. Hư không bên ngoài vốn là có rất nhiều quân đội, lại có vô số đại quân liên tục không ngừng đi hư không bên ngoài, đầy trời lục soát, tìm kiếm hết thảy dấu vết để lại. Minh giới bên kia ngược lại bị hù dọa, thiên giới bên này làm sao đột nhiên tăng binh còn tăng lên mấy lần quân đội, cũng có vô số cường giả xuất động. Ngàn vạn đại quân, vô số cường giả, bao quát đao lãnh đều xuất động, đem mộng vụ bí cảnh phụ cận mấy trăm bí cảnh tìm tòi một lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này vấn đề lớn, cuồng hổ là ngụy đế cấp, nó trong tay có một cái ngọc phù, tại thời khắc mấu chốt có thể bóp nát ngọc phù, cuồng đế sẽ lập tức biết. Hắn liền bóp nát ngọc phù thời gian đều không có, cái này giả kha kiếm chiến lực sẽ khủng bố đến mức nào không nói đạt tới phong đế cấp, ít nhất cũng phải có đao nô thực lực A. Thiên giới cường giả cứ như vậy nhiều, các gia tộc đều có tư liệu. Mà nghe nói cái này giả kha kiếm sinh mệnh khí tức phi thường trẻ tuổi, thực lực lại có thể đạt tới như thế cường đại tình trạng tên của một người vô cùng sống động. Giang giật, tuổi trẻ cường giả thiên giới cứ như vậy mấy cái, dám đem cuồng hổ cùng một đám công tử tiểu thư đều bắt được, như thế cả gan làm loạn, trên thế giới này ngoại trừ giang giật còn có ai chư vị công tử tiểu thư linh hồn ngọc giản đều không có vỡ chứng minh những người này chỉ là bị bắt không có bị giết ngoài ra còn có một điểm kha gia lần này rõ ràng tại giúp cái này cường giả bí ẩn bởi vì kha kiếm chết nhiều ngày như vậy linh hồn ngọc giản sớm nát không có khả năng để giả kha kiếm mạo danh thay thế nhiều ngày như vậy kha lộng ảnh cùng giang giật quan hệ phi thường tốt kha lộng ảnh đã từng còn theo thanh vực đem giang giật cấp cứu lần này tại cửu dương thành tái bút lúc xuất hiện giúp giang giật xuất chiến Mặc dù Kha Gia nói thủ hộ linh hồn Ngọc Giản kia cái trưởng lão không làm tròn trách nhiệm, nhưng không phải người ngu đều có thể đoán ra, Kha Gia đã sớm biết cái này Kha Kiếm là giả, một mực dấu giếm không báo. Hết thảy hết thảy đều suy đoán ra thần bí nhân này là giang giật khả năng phi thường lớn. Cuồng đế ngồi không yên, tự mình đi hư không bên ngoài truy tra lục soát. Đao nộ cùng đao nô xuất động, viêm ra cuồng ra cùng cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng, hư không bên ngoài đều là cường giả cùng quân đội, bày ra thiên la địa võng tìm Giang Giật. Giang Giật cái tên này lại một lần nữa tại thiên giới lưu truyền, nguyên bản cái tên này đã trở thành cấm kỵ, đã bị rất nhiều người lãng quên, hoặc là không dám không muốn đi nói đến, nhưng lại tại toàn bộ thiên giới lưu truyền. Bồng bồng, một cái bí cảnh bên trong, một người trẻ tuổi tóc lục nam tử mang theo đại quân đang cùng minh tộc khai chiến, trên người hắn khí thức phi thường cuồng bạo, cả người như một cái sắc bén bảo kiếm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hắn người mặc tướng quân chiến giáp, lại sung phong đi đầu dũng mãnh đến không tưởng nổi, hai tay của hắn như hai cái sắc bén ưng chảo, mỗi lần xuất kích tất có một cái minh tộc bị xé nứt. Bom, lần nữa xé rách một cái minh tướng về sau, tóc lục nam tử thân thể dừng lại, cái kia song sắc bén như ưng con ngươi nhìn về phía hư không bên trên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, giang giật, người rốt cục trở về, thế mà liền cuồng hổ đều có thể bắt được ha ha ha, quả nhiên không hổ là muội muội ta xem trọng nam nhân. Hào hào còn sống, Bản Vương cũng sẽ cố gắng tu luyện, Bản Vương nhất định sẽ đột phá Ngụy Đế cấp, Phong Đế cấp. Ta chờ mong cùng ngươi gặp mặt kia một ngày, ngươi đã danh dương thiên giới, ta tiểu ưng vương tuyệt không yếu tại ngươi, xem chúng ta ai trước đứng tại thiên giới chi đỉnh. Chương 1856, Man Thiên Quá Hải. Mấy ngàn vạn đại quân bày ra thiên la địa võng, cuồng đế mang theo một đám cường giả tự mình xuất động, khắp thế giới lục soát. Nhưng mà để hắn thiên giới lớn nhỏ ra tộc thất vọng là, giang giật lại một lần nữa biến mất biến mất vô tung vô ảnh, cũng như lần trước. Đang tìm kiếm ba ngày sau, các gia tộc đã cơ bản từ bỏ, tìm lâu như vậy còn không cách nào tìm tới giang giật, như vậy thì không có hy vọng. Lần trước giang giật có thể mất tích bí ẩn, một năm sau quay về thiên giới, lặng yên vô tức dạo qua một vòng, mang đi cuồng hổ cùng mấy cái gia tộc công tử tiểu thư, lần này mất tích cũng khẳng định tìm không thấy hắn. Cuồng đế giận dữ không thôi, nghe nói đã tự mình xuất thủ chụp chết rất nhiều cao cấp minh tướng. Đào nổ đào lãnh đào nổ cũng tức sùi bọt mép, Giang giật còn sống một ngày đao ra tụ một ngày trên mặt tối tăm, huống chi lần này Giang giật còn mang đi đao ra ba tỷ muội. Năm ngày, mười ngày, cuồng đế trở về, lần này truy sát viên cáo thất bại, nhiều như vậy quân đội cùng cường giả cũng không tìm tới Giang giật, thậm chí một điểm dấu vết để lại đều không có. Giờ phút này hư không bên ngoài khắp nơi đều là minh tộc, loạn rối loạn, còn có thể tìm tới Giang giật chỉ thấy quỷ. Vô số trong gia tộc tâm âm thầm sợ hãi, thời gian một năm giang giật chiến lược thế mà tăng lên nhiều như vậy mà lại hắn còn có như thế cao minh ngụy trang chi thuật. Phải biết lúc ấy một thiên vương cùng rất nhiều ngày vương đô dò xét qua hắn, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, cái này chứng minh ngụy đế cấp căn bản là không có cách khám phá hắn. Một cái có được cao cường chiến lược tên điên, còn có thể ngụy trang thân phận, để ngụy đế cấp đều không thể nhìn thấu. Giống như hắn lại ẩn núp tiến vào thiên hồng giới, qua một thời gian ngắn xuất hiện lần nữa, lại mang đi các ra một đám công tử tiểu thư, không ngừng trả thù, sợ là mấy năm sau, các gia tộc công tử tiểu thư cũng không dám ra ngoài cửa. Cái này giống như một cái lạnh lẽo bên trong ẩn núp lấy một đầu kịch độc chi xa, hắn không xuất hiện, xuất hiện liền có thể muốn mạng người. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người không cách nào tìm tới đầu này độc xa, loại cảm giác này nhất làm cho người phát điên, nhất làm lòng người sinh sợ hãi, cảm giác đáng sợ. Cuồng đế mặc dù trở về, nhưng cuồng gia cũng không có từ bỏ, bất quá đại quân lục soát đổi thành tràn ra đi vô số mật thám khởi động tất cả gian tế cùng trinh sát, bốn phía dò xét tin tức. Thiên hồng giới các thành trì đều có cuồng gia mật thám, cuồng hổ là cuồng gia tương lai hy vọng, đã hắn không chết, vậy liền tuyệt đối không thể từ bỏ tìm kiếm. Giang giật tự nhiên không có tại thiên hồng giới, hắn một đường về phía tây bên cạnh phi hành, sở dĩ đại quân truy tra không đến hắn, là bởi vì hắn biến thành minh tộc, lẫn vào minh tộc trong đại quân. Biện pháp này không phải giang giật chính mình nghĩ ra được, hắn cũng căn bản không dám đi phương diện này suy nghĩ đây là si hồng để điểm hắn giang giật tìm được một cái chính về phía tây vừa lui đi minh tộc tàn binh lợi dụng linh nguyễn thuật biến thành một cái cấp thấp minh yêu hắn xen lẫn trong một đám mị tà thú minh yêu bên trong đây là một cái chiến bại tàn quân toàn bộ đều là mị tà thú khoảng chừng mấy vạn con từ một con cao cấp mị tà thú dẫn đầu rút về minh giới giang giật linh nguyễn thuật là si cái này linh nguyễn thuật có thể biến ảo bản thể cùng linh hồn khí tức còn có thể mô phỏng ra minh tộc khí tức ra Giang giật ngoại hình trở nên cùng mị tà thú giống nhau như đúc, giống như một cỗ cán thi, trên đầu thêm một cái con mắt, nhưng con mắt này khẳng định là vô dụng, chỉ là ngoại hình giống như, không thể cùng còn lại mị tà thú đồng dạng bắn ra công kích linh hồn. Mị tà thú xem như tương đối cao cấp minh thú, nhưng linh trí cũng không cao, giang giật biến ảo bộ dáng của bọn nó, khí thức cũng giống nhau như đúc, thành công lăn lộn như trong đại quân, nhanh chóng về phía tây vừa lui đi. Ở nửa đường nhánh đại quân này cùng còn lại rút đi minh tộc đại quân hội tụ ở cùng nhau, càng đi phía tây hành tẩu, đại quân càng ngày càng nhiều, cao cấp minh tướng cũng có rất nhiều. Bất quá, không có minh tướng để ý giang giật cái này nho nhỏ minh thú. Có thiên phượng đại đế cùng si hồng tại, giang giật cũng phi thường yên tâm. Si hồng nói cho giang giật, chỉ cần không có minh vương dò xét hắn, thân phận của hắn liền sẽ không lộ ra ánh sáng, sở dĩ giang giật càng thêm yên tâm. Cái này minh tộc đại quân cũng không phải là không có tao ngộ nhân tộc đại quân cùng cường đại, nhưng là các gia tộc vội vã tìm giang giật cùng cuồng hổ, làm sao lại để ý minh giới đại quân xa xa dò xét một lần lập tức thối lui, đều không có cùng minh tộc đại quân dây dưa, chớ nói chi là khai chiến. Sở dĩ mấy ngàn vạn đại quân cùng cuồng đế tự thân xuất mã, đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, giang giật một đường phi thường an nhàn đi theo đại quân về phía tây bên cạnh bay đi. Thời gian đã qua mười mấy ngày, giang giật cũng không biết chính mình bay bao xa, bên này bí cảnh đã rất ít có thể nhìn thấy nhân tộc đại quân, chỉ có 10 cái đại bí cảnh còn có nhân tộc đóng giữ giang giật tâm cũng càng ngày càng căng thẳng bởi vì lại về phía tây bên cạnh bay mấy ngày đoán chừng liền muốn đến minh giới khống chế khu vực mà si hồng cảm ứng được thứ sáu kiện tàn kiện còn tại phía tây tựa hồ còn phi thường xa xôi căn bản không thể cảm ứng được cụ thể phương vị giống như cái này tàn kiện tại một cái bí cảnh bên trong còn dễ nói bí cảnh là không thể nào xuất hiện minh vương giống như tại một cái đại giới mặt bên trong bên trong tuyệt đối có minh vương giang giật một khi bị phát hiện nhân tộc thân phận vậy thì có đi không về Vân băng còn tại hốn nguyên châu bên trong, Phượng Nghê cũng bị ném vào hốn nguyên châu bên trong, hắn một khi bỏ mình, tất cả mọi người muốn chết, đoán chừng thiên Phượng Đại Đế đều trốn không thoát. Dù sao minh giới phong hào minh vương tự có 36 cái, còn lại minh vương không biết có bao nhiêu, cái này 36 cái minh vương sắp xếp 10 vị trí đầu nghe nói đều có phong đế cấp chiến lực. Càng đáng sợ chính là minh đế, si hồng nói minh đế liền muốn xuất thế, thậm chí rất có thể minh đế đã xuất thế, liền là không biết thân thôi. Một khi Giang Giật Thiên Đế truyền nhân thân phận bị phát hiện, hoặc là bị hắn cảm ứng được, liền si hồng có thể hay không trốn được đều là vấn đề. Nhưng hắn có thể làm sao? Hỏa Long kiếm bảy cái tàn kiện không tìm được, thanh kiếm này cũng không phải là chân chính Thiên Đế thần binh, cũng không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Thanh kiếm này là nhất định phải tìm tới, hắn chỉ có tiếp tục nơm nớp lo sợ đi theo minh giới đại quân tiến lên. Minh tộc đại quân tụ tập càng ngày càng nhiều, lần này hắn thiên giới tăng lên mấy ngàn vạn đại quân, rất nhiều minh tộc đại quân đều rút về. Hư không bên trong khắp nơi đều là hắc vụ tràn ngập, các loại băng lãnh tà ác khí tức tràn ngập toàn bộ hư không, vô số kinh khủng giữ tợn minh tộc gào thét không ngừng, nếu như là bình thường người tiềm phục tại minh tộc trong đại quân, sợ là sớm đã bị sợ tè ra quần. Tiếp tục như vậy không là vấn đề a. Cùng minh tộc đại quân cùng một chỗ ngây người mười mấy ngày, giang giật thời khác đều bị minh khí xâm nhập ảnh hưởng, hắn còn không dám vận dụng chữ tiểu triện ký tự, sợ kinh động cao cấp minh tướng, hắn chỉ có thể để thôn thiên thú tiềm phục tại chính mình linh hồn trong thức hải, thôn vệ tràn vào tới minh khí. Nhưng đây là tiểu thú thích vô cùng ngủ say, nhất là ăn no sau tuyệt đối sẽ chịu không được chìm vào giấc ngủ, tiêu hóa hấp thu năng lượng, không ngừng lớn lên tiến hóa. Giờ phút này tiểu thú thôn vệ mười mấy ngày minh khí, đã nhiều lần nghĩ ngủ say, một khi chìm vào giấc ngủ, giang giật chỉ có thể dựa vào chính mình đi chống cự minh khí xâm nhập. Minh khí mỗi giờ mỗi khắc đều tại xâm nhập, hắn lại có thể ngăn cản bao lâu đâu khác đừng chống cự. Một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại giang giật trong đầu, si hồng truyền âm, bản tỏa đại khái có thể cảm ứng được, cái kia tàn kiện rất có thể tại thiên linh giới. Người muốn đi vào thiên linh giới, trên thân không có minh khí kia là tuyệt đối không thể nào. Bản tọa giúp người tại linh hồn bên trong động ta tay chân, bảo trụ ý thức của người bất diệt, người trước tạm thời bị minh khí ma hóa, nếu không người tiến thiên linh giới liền sẽ bị phát hiện, tiếp theo bị giết. Ách, giang giật hổ khu chấn động, tạm thời bị ma hóa vậy hắn không phải biến thành minh nô vạn nhất si hồng không cách nào cam đoan ý thức của hắn bất diệt, vậy hắn đem triệt để trầm luân biến thành minh tộc chó săn. chương 1857, Minh Giới Hoàng Tộc Giang giật nội tâm bồn chồn mặc dù si hồng xem tình huống tựa hồ có chút nắm chắc. Nhưng đây cũng không phải là nói đùa, trở thành minh tộc chó săn vậy còn không như chết đi. Hắn trầm mặc một lát, trong đầu hỏi, si hồng đại nhân, người có bao nhiêu nắm chắc? Si hồng thanh âm rất nhanh vang lên ở trong đầu hắn, hắn phi thường khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi không tao ngộ kia xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương, hẳn là sẽ không bại lộ, bản tỏa có thể bảo vệ ý thức của ngươi bất diệt. Đương nhiên, giống như ngươi vận khí rất cóng, bị phổ thông minh vương công kích, ngươi đem rất có thể triệt để trở thành minh tộc. Cụ thể chính mình cân nhắc đi, ngươi cũng có thể chờ ngươi thực lực lớn mạnh một chút lại đến cướp đoạt cái này tàn kiện. Giang giật trầm mặc, giống như hắn thối lùi vấn đề không lớn. Mặc dù trong đại quân có cao cấp minh tộc, nhưng là có thiên phượng đại đế tại, hẳn là có thể nhẹ nhõm thoát đi. Nhưng các loại chờ thực lực cường đại cái này muốn cường đại đến cái tình trạng gì? Coi như đã tới phong đế cấp đi vào thiên linh giới, còn không phải có bại lộ nguy hiểm. Minh đế nghe nói sắp xuất thế, nếu như chờ mấy năm có lẽ Minh đế tự thật xuất thế, đến lúc đó đi thiên linh giới vậy sẽ càng thêm nguy hiểm, lại càng dễ chết đi. Giang giật cuối cùng lựa chọn đi cửa thoáng cái, đi thiên linh giới chạy một vòng. Hắn thân chết không trọng yếu, hắn gánh vác một cái càng thần thánh sứ mệnh, cái kia chính là thay thế cửu dương thiên đế thủ hộ nhân tộc. Hắn không có giết cuồng hổ cũng là cân nhắc nhân tộc cường giả quá ít nguyên nhân, có thể không giết vẫn là không nên giết người. Cái này nói ra có lẽ có ít buồn cười, thiên giới các đại nhân vật hận không thể đem hắn xé rách thành 18 khối, nhà của hắn nhân tộc người lúc nào cũng có thể chết đi. Hắn vẫn còn muốn lấy đi thủ hộ nhân tộc, đi thủ hộ cuồng ra đao ra. Gia. Giang giật trước kia cũng nghĩ không thông, cũng chưa từng suy nghĩ những này, Bất quá theo Kha Lộng ảnh trên thân hắn thấy được, rất nhiều nhân tộc vẫn là lòng mang nhân tộc cùng đại nghĩa, mà lại si hồng xuất hiện, để hắn nhớ tới Cửu Dương Thiên Đế, rõ ràng hơn sứ mạng của mình. Đã Thiên Đế lựa chọn hắn, mặc kệ con đường này lại khó đi, cuối cùng có thể đi hay không đến điểm cuối cùng, kia cũng nên đi đi một chút. Tương Thiên Đế thần binh sở hữu tàn thiện quý vị, liền là con đường này kiện thứ nhất nhất định phải làm sự tình. Thiên Đế thần binh đều không có quý vị, hắn nói chuyện gì Thiên Đế truyền nhân? lại thế nào hiệu lệnh thiên hạ cường giả cộng đồng chống cự minh tộc. Giang giật quyết định, cái gì đều không quan tâm, hắn để thôn thiên thú ngay tại linh hồn hắn trong thức hải ngủ say, sau đó cũng không chống cự minh khí, để minh khí bắt đầu ma hóa toàn thân của hắn, ma hóa linh hồn của hắn. Trong tay hắn hỏa long châu lặng yên xuất hiện, một đạo năng lượng kỳ dị theo hỏa linh châu bên trong chảy ra, trong nháy mắt tiến vào thân thể của hắn ra linh hồn hắn bên trong. Quả nhiên, minh khí nhanh chóng xâm nhập giang giật linh hồn, rất nhanh linh hồn đều bị hắc khí vần quanh, nhưng Giang giật ý thức lại vẫn luôn tại. Bên trong thân thể của hắn hắc khí vần quanh, toàn thân đều bị ma hóa, trên người có một cỗ nồng đậm tà ác băng lãnh khí tức, cùng một cái minh thú không có gì khác nhau. Tốt, hắn âm thầm gọi tốt, chỉ cần linh hồn ý thức vẫn còn, hắn tự tùy lúc có thể khống chế chứ tiểu chuyện ký tự đem minh khí cho đuổi, tùy thời có thể thoát khỏi ma hóa trạng thái, hồi phục thân người. Lần này hắn triệt để yên tâm, nguyên bản nơm nớp lo sợ, giờ phút này cũng ngây ngang phi hành hắn đã là minh tộc, chỉ cần không tao ngộ xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương, hoặc là không bị minh vương công kích, liền không có minh tộc có thể khám phá thân phận của hắn. Khô khan phi hành, một cái nhân tộc tại một đám tử địch minh tộc ở giữa ẩn núp, bốn phía đều là làm người ta chán ghét buồn nôn khí tức, giang giật vô cùng khổ bức. Cái này đường đi sợ là hắn đời này đi qua đệ nhị nháo tâm đường đi, đệ nhất tự nhiên là năm đó ở ác ma thâm uyên phía dưới băng hồ bên trong. Bất quá băng hồ kia một đoạn đường đi, để trong lòng hắn trở nên phá lệ kiên định. Hắn chưa bao giờ dao động qua tìm kiếm hỏa long kiếm tàn kiện quyết tâm, coi như thiên linh giới rời đi nơi này còn có một năm lộ trình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Thiên linh giới cách ly thiên hồng giới kỳ thật cũng không xa xôi, chỉ là minh tộc đại quân đi đường tốc độ chậm một chút thôi. Giống như giang giật toàn lực phi hành, đoán chừng cũng liền hơn 10 ngày lộ trình, giờ phút này phi hành dòng dã 20 ngày còn không có đến. Trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều bí cảnh, những này bí cảnh đều bị minh tộc chiếm cứ, Minh tộc tại rất nhiều bí cảnh bên trong đều bố trí đại quân, toàn bộ thiên hồng giới gần như đều bị bao vây, liền chờ minh đế xuất thế, triệt để hủy diệt nhân tộc. Thứ 28 ngày, phía trước rốt cục nhìn thấy một cái cự đại điểm sáng, theo không ngừng phi hành, cái kia điểm sáng càng lúc càng lớn, đang phi hành nửa ngày sau, giang giật rốt cục đã tới thiên linh giới bên ngoài. Thiên linh giới tại thập đại giới diện bên trong xem như nhỏ nhất, năm đó khống chế thiên linh giới yêu tộc. Ngoại trừ yêu tộc khống chế thiên linh giới cùng minh tộc khống chế minh giới bên ngoài, năm đó còn lại 8 cái giới diện đều bị nhân tộc khống chế. Minh tộc năm đó tiến công thiên linh giới, đem yêu tộc mười mấy cái đại đế toàn bộ chém giết, còn lại bốn cái đại đế chỉ có thể mang theo yêu tộc trốn vào thiên yêu giới. Bốn cái đại đế mặc dù mang theo bộ phận yêu tộc thoát đi thiên linh giới, nhưng bên trong còn có mấy trăm ức yêu tộc triệt để bị minh tộc ma hóa, trở thành minh tộc chó săn, không có linh hồn, không có ý thức, chỉ có thể như cái xác không hồn còn sống. Ô ô, một cái cường đại minh yêu gào thét vài tiếng, sau đó một loại kỳ dị minh tộc đột nhiên liên tục không ngừng hướng hồng mông cương khí bên trong mặc đâm mà đi, tựa như từng cái mũi tên xuất tại một đoàn trong mây mù. Chuyện thần kỳ phát sinh, tại những cái kia kỳ dị minh tộc không ngừng đâm xuyên về sau, hồng mông cương khí thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ thông đạo. Nương theo lấy kỳ dị minh tộc tiếp tục đâm xuyên, thông đạo càng lúc càng lớn, chờ thông đạo đạt đến trăm trượng về sau, cái kia cường đại minh yêu kêu to hai tiếng, minh tộc đại quân nhanh chóng hướng trong thông đạo phóng đi. Hô hô, Giang giật thật dài hút ra một hơi, âm thầm cầu nguyện trở ra có thể tuyệt đối đừng tao ngộ minh vương A. À. Mặc dù hắn biết rõ cái này thiên linh giới bên trong tuyệt đối có minh vương, mà lại không chỉ một. Hắn không dám đi loạn, lặng lặng chờ đợi trước mặt minh tộc đi vào thiên linh giới. Minh tộc so nhân tộc càng thêm chú trọng quy củ, cấp thấp nhân loại võ giả hội nghe theo cường giả mệnh lệnh, mà cấp thấp minh tộc là tuyệt đối không dám ngỗ nghịch cao cấp minh tộc mệnh lệnh, coi như ngỗ nghịch ý nghĩ cũng sẽ không có. Một canh giờ sau, rốt cuộc đến phiên giang giật, hắn đi theo mỹ tà thú đại quân xuyên qua thông đạo, tiến vào thiên linh giới. Đi vào sau hắn không có dám phóng thích thần thức, bởi vì cấp thấp minh tộc là không có thần thức, cấp thấp minh tộc thậm chí linh hồn đều không mạnh mẽ. Minh tộc cùng minh nô khác biệt, minh nô là chỉ bị ma hóa nhân tộc hoặc là yêu tộc, minh nô tại minh giới là cấp thấp nhất tồn tại, không có linh hồn, như cái xác không hồn. Minh tộc thì lại khác, Minh tộc là minh giới đản sinh sinh vật, là có linh hồn tồn tại, cao cấp minh tộc còn có thể nói chuyện, thậm chí tu luyện minh tộc cường đại thần thông. Giang giật ngụy trang nghị tà thú liền là thuộc về minh tộc, miễn cưỡng tính cao cấp điểm minh tộc, bất quá linh trí không cao. Bọn chúng đối với cao cấp minh tướng là tự nhiên e ngại, có nghiêm trọng đẳng cấp chi tranh lệch, sở dĩ giang giật nếu dám lỗ mãng nhô ra thần thức, sẽ lập tức bại lộ thân phận. Hắn cũng không dám tùy ý nhìn loạn, thành thành thật thật đi theo đại đội hướng xuống mới bay đi, Phía dưới một mảnh trướng khí mù mịt, một mảnh đen kịt, tựa như bên trong ẩn núp lấy vô số quỷ quái, từng đạo tà ác băng lãnh làm người ta khí thức một ngạt từ phía dưới truyền đến, thấy gian giật kinh tâm tán đảm. Xuyên qua khói đen, đại quân đã tới phía dưới, gian giật tùy ý nhìn thoáng qua, linh hồn hơi chấn động một chút. Hắn ở phía dưới thế mà thấy được một tòa cự thành, cái này thành trì cùng nhân tộc giống nhau như đúc, mà lại bên ngoài còn có cấm chế lấp lánh. Cấm chế là trong suốt, có thể rõ ràng xem thấu trong thành trì cảnh tượng. Để Giang Giật kinh ngạc là trong thành trì không có bất kỳ cái gì ma khí, còn vô cùng xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là bên trong có rất nhiều bề ngoài cùng nhân tộc hoạt nhìn không có khác biệt sinh vật tại hành tẩu. Nếu không phải thành trì bên ngoài khắp nơi đều là minh tộc, hắn đều coi là về tới nhân tộc thành trì. Chớ kinh ngạc, chú ý thân phận của ngươi, cẩn thận bị minh tộc khám phá. Xì si âm vang lên tại Giang Giật trong đầu, phía dưới thành trì ở lại chính là minh giới hoàng tộc, là minh đế hậu đại. Minh giới hoàng tộc cùng nhân tộc cũng không có quá đại khu đừng, bất quá tu luyện chính là minh giới công pháp thôi. Cái kia tàn kiện ta cảm ứng được, ngay tại thiên linh giới lớn nhất thành chỉ thiên linh thành bên trong, hẳn là tại minh giới một hoàng tộc trong tay cường giả, người trước ẩn núp xuống tới, tìm cơ hội lại đi thiên linh thành đi. chương 1858, toàn thể xuất chiến. Minh giới hoàng tộc là một loại rất đặc biệt tồn tại, các nàng trong thân thể kỳ thật có một nửa nhân tộc huyết thống. Bởi vì Minh đế cùng năm đó 10 cái Minh vương đô lấy 10 cái nhân tộc nữ tử, ra đời từng bầy nửa người nửa Minh kỳ dị chủng tộc, đây chính là Minh giới hoàng tộc tồn tại. Khi đó Minh đế chỉ khống chế một cái giới diện, toàn bộ thế giới đều thuộc về Thiên đế thống trị, Minh giới cùng nhân tộc đều là hữu hảo. Khi đó Minh tộc cũng không có khủng bố như vậy, chỉ là một loại đặc thù một chút chủng tộc thôi. Minh đế cùng ngay lúc đó 10 cái Minh vương đô có thể hóa thân thành người, lấy 10 cái nhân tộc nhưng thật ra là ra vẻ đáng thương cùng nhân tộc thông gia giao hảo. Năm đó 10 cái minh vương đã sớm mất đi, minh đế tu luyện một loại thần kỳ công pháp, có thể không ngừng chuyển thế, minh giới từ đầu đến cuối bị minh đế khống chế. Có minh đế tại, minh giới chưa bao giờ đại quy mô chiến loạn, một mực tại không ngừng cường đại, còn lặng yên khống chế rất nhiều bí cảnh, có được vô số tài nguyên, minh đế chuyển xuống vô thượng minh pháp, để minh giới các tộc càng ngày càng cường đại. Đến cửu dương thiên đế thế hệ này, thiên đế thọ nguyên sắp hết thời điểm, Minh đế dã tâm rốt cuộc áp chế không nổi, minh giới tích xúc nhiều năm như vậy thực lực cũng bạo phát đi ra, để nhân tộc triệt để trợn tròn mắt. Nhân tộc năm đó chiếm cứ 8 cái đại giới mặt, giờ phút này chỉ còn lại thiên hồng giới kéo dài hơi tàn. Minh giới hoàng tộc, liền là minh đế cùng năm đó 10 cái minh vương hậu đại, các nàng có được huyết thống cao quý nhất, có được nhiều nhất tài nguyên, có được nhất cường đại minh pháp, có được vô thượng địa vị. Hoàng tộc là toàn bộ minh giới kẻ thống trị, bình thường bọn hắn chưa từng xuất chiến sở dĩ phổ thông nhân tộc cũng không biết bọn hắn tồn tại. Minh giới cùng minh giới khống chế giới diện bên trong, chỉ có hoàng tộc mới có tư cách ở tại thành nội, còn lại minh tộc dám vào vào thành trì, lập tức sẽ bị giết chết. Hoàng tộc nguyên lai đều là nhân tộc tạp chủng A, Giang giật vừa đi theo mỹ tà thú hướng xuống mới bay đi, một bên nghe si hồng giảng thuật. Giang giật muốn trà trộn vào thành nội, kia nhất định phải đối minh giới hoàng tộc có chút hiểu rõ, si hồng tuy nói chỉ giúp Giang giật xuất thủ ba lần, nhưng rất nhiều nơi kỳ thật cũng đang lặng lẽ giúp hắn tỷ như giúp hắn dò xét, giúp hắn thành công tại Minh Giới lăn lộn xuống tới. Nếu như không có Si Hồng sợ là Giang Giật căn bản vào không được Thiên Linh Giới. Si Hồng nói nhiều như vậy, Giang Giật vẫn là vô cùng đau đầu, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ Minh Giới Hoàng tộc, chưa có tiếp xúc qua. Coi như bề ngoài Ngụy Trang phải cùng Hoàng tộc giống nhau như đúc, đoán chừng cũng rất dễ dàng bị khám phá. Giờ phút này hắn cũng nghĩ không được nhiều như vậy, chỉ có thể đi theo Mị Tà thú hướng xa xa một tòa cự đại sơn mạch bay đi nơi đó đoán chừng là mị tà thú tộc tại thiên linh giới quân doanh. Các tộc nhao nhao tản ra, đều là vây quanh thành trì, tại phụ cận dãy núi đóng quân. Giang giật đi theo mị tà thú đi vào một tòa sơn mạch, những cái kia mị tà thú nhao nhao tản ra, riêng phần mình đi vào một cái sơn động. Giang giật thì có chút trợn tròn mắt, mị tà thú hắn nghe khác biệt, cũng không biết đi cái nào sơn động. Cuối cùng hắn trực tiếp xem cái sơn động kia không có mị tà thú tiến vào, tùy ý chui vào một cái. Hắn vận khí không tệ, cái sơn động này không có mị tà thú ở lại, bất quá bên trong mùi phi thường tanh hôi, hun đến giang giật kém chút phun ra. Hắn cũng không thể thanh lý vệ sinh, nếu không sẽ cho cao cấp mị tà thú phát hiện. Hắn chỉ có thể nín thở, lặng yên đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng bốn phía một cái. Kết quả càng thêm phiền muộn, bởi vì sở hữu mị tà thú đi vào trong sơn động đều nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o, hắn dạng này ngồi xếp bằng phi thường khác loại bất đắc dĩ hắn chỉ có thể học xúc sinh đồng dạng ghé vào bẩn thúi trên mặt đất, đồng dạng chứa nằm ngáy o o, lần nữa cảm giác tình huống xung quanh. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái chỉ có thể cảm giác phụ cận ngàn trượng phạm vi, không dám nhô ra thần thức, phụ cận ngàn trượng đều là vô tận sơn động, bên trong rất nhiều đều có mị tà thú, đồng phục tại nằm ngáy o o. Dựa vào, giang giật có chút ngu xuẩn, mị tà thú đều bất động, chẳng lẽ lại hắn tại cái này thú trong động một mực ngủ bên ngoài căn bản không có mị tà thú đi loạn, hắn vừa ra bên ngoài liền muốn xảy ra chuyện. Đừng nóng vội, trước tu luyện đi, chờ cơ hội. Chú ý, khác đừng tu luyện thiên lực, nếu không bên này thiên lực hội tụ sẽ bị cường đại minh tộc phát hiện. Si hồng truyền âm đến đây, người khác đừng dò xét, ta giúp ngươi lưu ý lấy, có cơ hội hội bảo ngươi, ngươi tiếp tục cảm ngộ cái kia áo nghĩa đi. Tốt, có si hồng hỗ trợ, giang giật an tâm, tụ nằm dạp trên mặt đất giả bộ đi ngủ, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cầm trong tay thần thụ diệp, tiếp tục thôi diễn lôi điện áo nghĩa may mắn có mảnh này thần thụ diệp nếu không dùng giang giật ban đầu thôi diễn tốc độ cũng không biết muốn thôi diễn mấy chục mấy trăm năm giờ phút này hắn còn cảm giác xa xa khó vời càng là thôi diễn xuống dưới càng cảm thấy huyền diệu hắn cái gì đều mặc kệ tự toàn tâm toàn lực đi thôi diễn áo nghĩa mệt mỏi tự ngủ say tỉnh lại tiếp tục tham ngộ phụ cận mị tà thú tộc một mực ngủ say không có một cái mị tà thú đi loạn bên trong dãy núi mặc dù có mười mấy vạn mị tà thú lại rất an tĩnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang giật mấy lần bế quan liền đi qua 10 ngày. Cái này 10 ngày đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Si Hồng cũng không có truyền âm. Giang giật cảm giác có chút buồn tẻ, ngủ một giấc sau ngược lại đi cảm mộ vô danh thần công đệ thất trọng. Nhưng mà, hắn dòng giã cảm mộ một ngày, thế mà còn không cách nào đệ thất trọng công pháp. Loại tình huống này trước kia là căn bản chưa từng xuất hiện, Si Hồng lúc này truyền âm đến đây, khác đừng tìm hiểu, cảnh giới của ngươi hẳn là quá thấp công pháp này ngươi tạm thời lĩnh hội không được đi ây giang giật có chút nghi ngờ hỏi si hồng đại nhân ngươi cũng không hiểu công pháp này si hồng truyền âm nói công pháp này là vô danh lúc tuổi già sáng tạo chính hắn đều không có tu luyện qua ta làm sao hiểu bên trong quyết khiếu đã ngươi một ngày đều không có lĩnh hội điều này nói rõ ngươi cảnh giới trước mắt khẳng định lĩnh hội không được trước lĩnh hội áo nghĩa đi người cái kia áo nghĩa nói không chừng sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh nghỉ tốt giang giật phấn chấn tiếp tục tham ngộ Si Hồng theo Hồng Mông niên đại sống đến, kiến thức của hắn quá rộng. Đã hắn đều cho rằng cái này áo nghĩa phi thường cường đại, vậy tuyệt đối không sai, chờ cả mộ thành công nhất định có thể cho hắn một cái kinh nghỉ lớn. Tiếp tục tu luyện, phụ cận một mực phi thường yên tĩnh, thẳng đến lần nữa qua 15 ngày, Giang giật đột nhiên bị một đạo chói tai tiếng gào thét bừng tỉnh. Giang giật sau khi tỉnh lại, Si Hồng truyền âm vang lên, ra ngoài đi, mị tà tộc toàn bộ tụ tập lại, đoán chừng muốn xuất chiến vẫn là làm gì. Xuất chiến, Giang giật run rẩy gầy còm mặt, mặt mũi tràn đầy buồn rầu, giống như mị tà thú tộc lại bị triệu tập đi thiên hồng giới khai chiến. Hắn chuyến này không phải đi không chẳng lẽ lại hắn còn muốn cùng nhân tộc đi đại chiến một trận. Mị tà thú tộc hạ đặt lệnh triệu tập, tất cả mị tà tộc đều đi ra, Giang giật không có cách nào chỉ có thể đi theo lao ra, xen lẫn trong trong đại quân. Úc ục, một cái nhất cường đại mị tà thú quái khiếu vài tiếng, tất cả mị tà thú đi theo hướng xa xa thành chỉ phóng đi, cuối cùng tại thành chỉ phía nam tụ tập phụ cận không ngừng có các loại minh tộc tụ tập, đều trầm mặc tại phía nam bầu trời chờ đợi. Sau nửa canh giờ, thành trì phía nam tụ tập 500 vạn các loại minh tộc. Thành trì cửa nam khẩu mấy thân ảnh bắn ra, Giang giật lặng lẽ nhìn thoáng qua, đôi mắt lập tức có chút sáng lên. Thành nội đi ra 10 cái áo bảo lộng lấy, khí độ bất phàm minh giới hoàng tộc, cầm đầu lại là một người mặc màu xanh đen giáp ra mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này hình dạng cùng nhân tộc nữ tử hoàn toàn tương tự, phi thường mỹ mạo, đáng tiếc trên thân đều là tà ác băng lãnh minh tộc khí tức. Mà lại nàng thần sắc phi thường kiêu căng, nhìn xem cái này 500 vạn minh tộc, tựa như nhìn xem từng bầy ti tiện con kiến hôi. Thanh giáp nữ tử nhàn nhạt phất tay, bên người nàng một cái lão giả lập tức quát khẽ, toàn thể xuất chiến, đi phía Nam Lam kỳ vực. Lam kỳ vực, Giang giật âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần không giết đi nhân tộc, để hắn đi cái nào đều được. Xem ra cái này minh giới hoàng tộc là muốn mang binh đi mở chiến hắn cũng có cơ hội đục nước béo cò. chương 1859, nhân tộc thiên tính. Mấy cái này minh giới hoàng tộc quả nhiên là mang binh đi mở chiến, mà lại khai chiến đối tượng thế mà cũng là minh giới hoàng tộc. Bên này 500 vạn minh tộc tại chiều phía nam phi hành tiểu nửa ngày về sau, đã tới một tòa cự đại trên hồ, hồ bên kia bay tới mấy trăm vạn minh tộc, phía trước như cũ có 10 cái minh giới hoàng tộc. Thanh giáp nữ tử vung tay lên, 500 vạn đại quân đứng tại hồ lớn phía trên, nàng hướng phía trước mới bay mấy trăm trượng khẽ kêu y mạo vì sao cướp đoạt ta cờ trắng vực con dân lập tức trả lại nếu không bản lĩnh chủ tướng diệt ngươi lam kỳ vực minh giới hoàng tộc thế mà đều nói nhân tộc nói trước đó một cái lão giả nói là nhân tộc lời nói giờ phút này cái thanh giáp mỹ lệ nữ tử thế mà cũng nói tiếng người để giang giật có chút ngoài ý muốn khó khăn đạo minh giới hoàng tộc đều nói nhân tộc lời nói không phải nhân tộc lời nói si hồng truyền âm giải thích nói lời nói này là thiên giới dùng chung nhân tộc yêu tộc minh giới hoàng tộc đều nói loại lời này sở dĩ cũng không nói là nhân tộc lời nói a à nha giang giật không nghĩ nhiều nữa cẩn thận quan sát minh giới hoàng tộc thân thể đặc thù phương thức làm việc tốt về sau có cơ hội lẫn vào trong hoàng tộc lại đi thiên linh thành cướp đoạt hỏa long kiếm tàn kiệt đối diện người cái minh giới trong hoàng tộc một cái hắc giáp tuổi trẻ nam tử đáp lời y lâm cái gì gọi là cướp đoạt con dân của các người bọn hắn tự nguyện đi theo ta lam kỳ vực cùng chúng ta có gì tương quan đều là minh giới con dân bọn hắn yêu đi đâu liền đi đó bản lĩnh chủ làm sao quản được cái này y mạo cùng y lâm đều rất trẻ trung rõ ràng đều là lãnh chúa lãnh chúa là cái gì chẳng lẽ là vực chủ giang giật âm thầm ngạc nhiên si hồng giải thích nói đúng vậy lãnh chúa liền là thiên hồng giới vực chủ bất quá không phải minh đế hậu đại là không có tư cách trở thành lãnh chúa họ y đều là minh đế hậu đại minh đế tên thật tự gọi y tô khó trách giang giật thoải mái bởi vì cái này y lâm cùng y mạo cảm giác khí thức đều không có còn lại minh giới hoàng tộc mạch có thể trở thành lãnh chúa xem ra là thân phận siêu nhiên a à. xuất khích y lâm nổi giận nàng vung tay lên lão giả kia quát khẽ giết lão giả ra lệnh một tiếng các tộc thủ lĩnh đều kêu to lên mang theo các tộc minh tộc xông tới giết giang giật cũng bị bách đi theo đánh tới minh tộc công kích gần như không có bất kỳ cái gì chiến thuật cứ như vậy xông tới giết bên kia y mạo vung tay lên hắn chỉ huy mấy trăm vạn minh tộc chém giết tới đại chiến lập tức tự bạo phát. Minh giới đại quân kinh khủng nhất liền là minh khí, giang giật căn bản không sợ minh khí, sở dĩ hắn tại trong đại quân ở lại rất an nhàn. Hai bên mặc dù có gần ngàn vạn đại quân đang chém giết lẫn nhau, đối với hắn mà nói nhưng không có quá lớn ảnh hưởng, hắn thản nhiên đi theo mị tà thú hướng phía trước phóng đi, cùng đối phương một cái cấp thấp chủng tộc chiến ở cùng nhau. Mị tà thú công kích một cái là dựa vào móng vuốt, một cái là dựa vào con mắt thứ ba bắn ra công kích linh hồn, Bất quá mị tà thú công kích linh hồn không mạnh, linh hồn của bọn chúng công kích chỗ kinh khủng là linh hồn trong công kích mang theo minh khí. Mà giờ khác này đối chiến không phải nhân tộc, mà là minh tộc, mị tà thú công kích linh hồn gần như liền vô tác dụng, chẳng lẽ dùng minh khí đi ma hóa minh tộc. Sang giật học còn lại mị tà thú dùng móng vuốt công kích, loại này cấp bậc chiến đấu hắn thành thạo điêu luyện, hắn không có sử dụng bất luận cái gì thiên lực, liền dựa vào thân thể mạnh mẽ chiến đấu. Trong thân thể của hắn lưu chuyển chút ít minh khí, lúc công kích trong tay hắc quang lấp lánh nhìn cùng còn lại mị tà thú không có gì khác nhau hắc phong gào thét huyết nhục văng tung tóe hai cốt cự nhân người mặt quỷ anh linh thú ba đầu quái nửa thú quái cửu đầu minh xà quần ma loạn vũ như thế tràng diện khiến người ta cảm thấy giống như là như địa ngục nếu như là bình thường người đừng nói tiềm phục tại bên trong xem vài lần đều sẽ bị dọa chết tươi đi rất thần kỳ là hai bên minh giới hoàng tộc đều không nhúc nhích tự đứng ngạo nghễ giữa không chung để hai bên cấp thấp minh tộc đi chém giết các nàng thờ ơ lạnh nhạt mặt không biểu tình nhìn một điểm không giống người càng giống là từng cái lãnh huyết quái vật song phương chiến đến thiên hôn địa ám giang giật phát hiện minh tộc điểm ấy tốt chỉ cần thủ lĩnh không hạ lệnh lui binh chưa từng e sợ chiến hoặc là bọn hắn căn bản không biết e sợ chiến coi như chém giết đến một binh một tốt đoán chừng cũng sẽ tiếp tục đánh bên này khai chiến rất có quy luật sức chiến đấu không sai biệt lắm minh tộc đánh nhau song phương liền là đối hao tổn không có bất kỳ cái gì chiến pháp, chiến trận có thể nói. Minh giới loại này phương thức chiến đấu thế mà có thể thắng được nhân tộc. Giang giật âm thầm cảm khái, nhân tộc quả nhiên là vạn vật chi linh, tại chiến thuật chiến pháp thần thông trận pháp phương diện so minh tộc yêu tộc mạnh mẽ rất rất nhiều. Hết lần này tới lần khác nhân tộc bại bởi minh tộc, cái này nói ra rất hoang đường, nhưng là chân thực tồn tại, đồng thời nhân tộc lập tức liền muốn diệt phong. Không nghĩ ra, si hồng tiếng cười lạnh vang lên tại giang giật trong đầu, kỳ thật rất dễ lý giải, đầu tiên một điểm minh tộc cơ hồ là vô cùng vô tận, mỗi một cái minh tộc đều là trời sinh chiến sĩ. Bọn chúng số lượng quá to lớn, nhân tộc cơ số so minh tộc đại, nhưng minh tộc minh khí là cấp thấp nhân tộc khắc tinh, minh khí có thể ma hóa nhân tộc, lại tổ kiến minh nô đại quân. Này lên kia xuống, minh tộc binh sĩ càng ngày càng nhiều. Minh giới có mấy trăm vạn cái ma uyên, những cái kia ma uyên mỗi thời mỗi khắc đều tại dựng dục ra minh tộc, người có thể tưởng tượng hạ minh tộc số lượng. Thì ra là thế, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, minh tộc tương đối phổ thông nhân tộc xác thực tương đối mạnh, mỗi cái minh tộc đều có minh khí, trời sinh tựu so cấp thấp nhân tộc mạnh, quân đội của bọn nó cơ số quá lớn. Giống như chỉ là số lượng, các người nhân số không bị thua vong. Si Hồng lần nữa truyền âm nói, trên thực tế, nhân tộc bại vong đến nhanh như vậy, là bởi vì các người nhân tộc tự thân nguyên nhân. Nhân tộc có một cái phi thường nhược điểm trí mạng, tự tư. Còn có một loại phi thường đáng sợ tình huống, thích nội đấu, Người có biết năm đó Minh Đế vây công cửu dương thiên đế lúc đến đây cứu viện phong đế cấp có bao nhiêu cái? Bao nhiêu? Giang giật hỏi ngược một câu. Khi đó nhân tộc là cường thịnh nhất thời kỳ đi, phong đế cấp cường giả cũng không tại số ít, không nói nhiều, gần trăm cái có a à bất quá giống như năm đó thiên đế ở thời điểm không có người phong đế, chỉ là sương hoàng về sau thiên đế chết rồi mới xuất hiện phong đế cấp cái này cấp bậc. Kỳ thật chính là mình vì xưng đế đi. Si Hồng đùa cợt truyền âm nói, người nghĩ không sai năm đó phong đế cấp hoàn toàn chính xác có gần trăm cái bất quá đến đây cứu giá chỉ có cửu cái người nói buồn cười không buồn cười gần trăm cái phong đế cấp cường giả vì sao chỉ cửu cái bởi vì thiên đế thọ nguyên sắp hết bọn hắn đều cho rằng có cứu hay không không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thiên đế chết bọn hắn tự có cơ hội thượng vị lại không biết minh đế tại một trận chiến kia sau thành công chiếm lĩnh thiên tiên giới đồng thời đem thiên tiên giới bên trong sở hữu nhân tộc cùng quân đội đều biến thành minh nô thực lực đại trướng, thành công ngăn cản nhân tộc liên quân phản công, lúc này mới sáng tạo ra hôm nay chi cục mặt. Ai, Giang giật nội tâm cười khổ, tự tư đích thật là nhân tộc thiên tính, nhưng giống như không tự tư, liền không có cạnh tranh. Không có cạnh tranh, nhân tộc liền sẽ không tiến bộ cùng tiến hóa. Bởi vì tự tư cùng cạnh tranh, nhân tộc một mực thích nội đấu, bởi vì linh trí quá cao, nhân tộc thích các loại âm mưu quỷ kế, ưa thích làm các loại hại người không lợi mình sự tình, thậm chí cấu kết minh tộc đây là nhân tộc thua với minh tộc căn nguyên A, đây là không có cách nào giải quyết vấn đề, đây là một cái không giải được cục, cửu dương thiên đế đều không cách nào phá giải A giống như nhân loại cuối cùng đi hướng diệt vong, tuyệt đối là bởi vì tự tư cùng nội đấu. Cắt cắt chương 1860, thay mận đổi đào. Chiến đấu tại hơn 10 canh giờ sau kết thúc, hai bên đều tử thương vượt qua 100 vạn minh tộc, sau đó y mạo cùng y lâm mắng nhau vài câu, riêng phần mình mang binh trở về. Loại này chiến đấu giang giật đánh cho đều nghĩ ngủ gật, bởi vì minh giới hoàng tộc cũng không hề động thủ, Giang giật liền không có bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, chỉ có thể đi theo đại quân trở về. Trùng trùng điệp điệp bay tiểu nửa ngày thời gian, đại quân lại về tới thành trì phụ cận, Y Lâm mang theo 10 cái hoàng tộc tiến vào trong thành trì, còn lại các tộc riêng phần mình trở về địa bàn của mình. Giang giật nhức cả trứng chui vào trong sơn động, lại nằm ở trên mặt đất giả bộ ngủ say, âm thầm lính hội lôi điện áo nghĩa. Thời gian tại nhàm chán bên trong lần nữa đi qua 10 ngày, cái kia Y Lâm lại triệu tập phụ cận minh tộc, lần nữa xuất lĩnh đại quân hướng phía Nam Lam Kỳ lĩnh phóng đi. Lần này song phương hoàng tộc đồng dạng không có động thủ, chỉ là hai bên minh tộc đối chiến, tại sau mười mấy canh giờ, hai bên vứt xuống hơn một trăm vạn minh tộc thi thể trở về. Si hồng đại nhân, dạng này không được a à. giang giật âm thầm gấp, minh giới hoàng tộc đều không khai chiến, hắn liền không có bất cứ cơ hội nào ngụy trang minh giới hoàng tộc, cũng không có, có cơ hội vào thành cùng đi loạn, chẳng lẽ lại hắn muốn ngụy trang thành mị tà thú mấy năm chờ cơ hội. Minh giới có phi thường rõ ràng địa vực phân chia, coi như hai vực khai chiến cũng giống là nhà tròi đồng dạng, thuần túy là phái một chút thủ hạ giết nhau một trận, căn bản không có hủy diệt đối phương, chiếm lĩnh đối phương cương vực ý nghĩ. Sở dĩ giang giật cũng căn bản không có có cơ hội đi khác đừng địa phương, chớ nói chi là đi thiên linh thành. Si hồng trầm mặc một hồi, truyền âm tới nói, đừng nóng vội, lại đợi chút đi, không phải thời cơ tốt nhất. Tốt ha, à, si hồng cũng không dám làm loạn, giang giật chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thời cơ đại quân lần nữa trở về giang giật tiếp tục trở lại trong sơn động bế quan tu luyện lần này bình tĩnh thật lâu trọn vẹn qua hai tháng giang giật mới bị đâm tai tiếng gào thét giật mình tỉnh lại si hồng truyền âm vang lên cơ hội tới lần này xem ra sắp đại chiến hoàng tộc đều xuất động hơn một vạn người người có thể thừa cơ trà trộn vào thành nội tốt giang giật đôi mắt sáng lên chờ hơn ba tháng rốt cục có cơ hội tại địa phương quỷ quái này hắn là một ngày đều không muốn ngây người hắn nhanh chóng bay ra ngoài đi theo mỹ tà thú tộc hướng ngoài thành tụ tập. Ngoài thành quả nhiên có hơn một vạn hoàng tộc đại quân tụ tập cùng một chỗ, lần này minh tộc rõ ràng cũng nhiều, giờ phút này đã vượt qua 4-500 vạn. Minh tộc đến tột cùng có bao nhiêu đại quân A làm sao động một chút lại mấy trăm vạn đây là một cái vực, toàn bộ thiên linh giới có bao nhiêu giống như cửu cái giới diện cộng lại có bao nhiêu. Giang giật ngấm lại cảm giác một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân toát ra, nhân tộc chỉ có 6 cái đại quân, mỗi cái đại quân mấy ngàn vạn, cộng lại cũng liền vài ức quân đội bên này một cái vực cộng lại thế mà có thể tụ tập gần ngàn vạn đại quân cái này quân đội số lượng là hoàn toàn không ngang nhau a à. cũng không cần bi quan như thế si hồng truyền âm nói thiên linh giới là tiền tuyến sở dĩ bên này minh tộc nhiều rất nhiều mà lại nhân tộc giống như toàn dân xuất chiến quân đội có thể nhiều gấp bội tăng thêm bảy cái tiểu thiên thế giới toàn bộ cường giả quân đội số lượng miễn cưỡng có thể cùng minh giới chống lại đương nhiên điều kiện tiên quyết là có một cái đầy đủ huy vọng cường giả hiệu lệnh thiên hạ tổ chức nhân tộc toàn bộ đại quân cộng đồng kháng địch, tiểu tử, người đảm nhiệm trọng mà đường xa a. Hiệu lệnh thiên hạ, Giang giật cúi đầu, ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, hắn là nhân tộc công địch, thiên hạ cũng địch, đi một lần thiên hồng giới giống như qua phố lão thử người người kêu đánh. Đoán chừng coi như hội tụ thiên đế thần binh tàn kiệt, công bố hắn thiên đế truyền nhân thân phận, cũng không nhiều người nguyện ý nghe theo hắn a. Xuất phát, y lâm bay ra, hét lớn một tiếng toàn bộ đại quân xuất động. Giang giật từ trong trầm tư bừng tỉnh, vội vàng đi theo đại quân hướng phía nam phóng đi một mực bắt đầu âm thầm lưu ý kia hơn một vạn minh giới hoàng tộc các loại chợ phi hành tiểu nửa ngày đến tòa kia hồ lúc đối diện y mạo cũng mang theo hơn một vạn hoàng tộc cùng gần ngàn vạn đại quân song phương mắng nhau một trận bắt đầu đại chiến mà lại lần này minh giới hoàng tộc tham chiến rất có ý tứ sự tình phát sinh minh giới hoàng tộc thế mà chỉ cùng hoàng tộc khai chiến căn bản không có công kích cấp thấp minh tộc mà không có một cái minh tộc dám công kích hoàng tộc minh giới đẳng cấp chi chênh lệch quá nghiêm trọng, thậm chí Giang Giật phát hiện những cái kia cấp thấp minh tộc cũng không dám đối hoàng tộc nổi sát tâm. Dầm dầm dầm, minh giới hoàng tộc chiến đấu rất khốc liệt, sức chiến đấu phi thường hung tàn, để Giang Giật ngạc nhiên là minh giới hoàng tộc thần thông lại có ta cùng loại nhân tộc thần thông. Bất quá đánh ra đều là màu đen lưu quang, những cái kia lưu quang bên trong Giang Giật có thể cảm nhận được các loại nguyên tố áo nghĩa, ẩn chứa các loại cùng loại hủy diệt, tử vong, các loại trợ ý vị giống như không phải bọn hắn trong công kích đều có nồng đậm minh khí giang giật đều sẽ cho là bọn họ là nhân tộc đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển si hồng giải đáp giang giật nghi hoặc chúng ta yêu tộc minh tộc nhân tộc còn có các loại kỳ dị chủng tộc muốn trở nên càng cường đại muốn đột phá một bước cuối cùng bước vào tiên vực trường sinh bất tử chỉ có cảm giác ngộ thiên đạo pháp tác áo nghĩa con đường này là vương đạo bất luận các loại chủng tộc bất luận lại kỳ quái lại quỷ dị chúng ta đều là thiên địa đản sinh là thiên địa dựng dục. Cho nên chúng ta muốn trở nên cường đại, muốn nghịch thiên, muốn nhảy ra thế giới này, siêu thoát ngũ hành bên ngoài, chỉ có cảm giác ngộ thiên chỗ áo nghĩa. Muốn siêu việt một vật, người nhất định phải trước giải nó, dung nhập nó. Minh tộc nhìn đáng sợ, nhưng thật ra là một loại kỳ dị sinh vật thôi. Thủ đoạn của bọn hắn tạ ác ta, Acta, có thể luyện hóa nhân tộc yêu tộc thi thể biến thành thi binh minh tướng, có thể luyện hóa nhân tộc yêu tộc tàn hồn là lệ quỷ, sở dĩ cho người cảm giác rất đáng sợ kỳ thật ngươi đi giải bọn hắn về sau liền sẽ không cảm giác thật là đáng sợ những này minh giới hoàng tộc cũng tu luyện thiên địa pháp tác áo nghĩa có thể sử dụng các loại thần thông rất dễ lý giải a à, a à, thì ra là thế giang giật bừng tỉnh đại ngộ tại si hồng giải thích một lần về sau nội tâm của hắn sáng tỏ thông suốt đối với minh tộc cũng không có như vậy e sợ hoàn toàn chính xác a à. tồn tại liền là chân lý đã minh tộc tồn tại cái này thế giới vậy liền đại biểu cũng là thế giới này dựng dục ra tới một loại sinh vật chỉ là bọn hắn kỳ quái tà ác một điểm thôi. Bọn chúng cùng nhân tộc yêu tộc cũng không có khác nhau, bản chất đều như thế. Nhân loại sở dĩ sợ hãi như thế minh tộc, kia là không biết mang tới sợ hãi, một đời truyền một đời, để cho người ta từ nhỏ ở trong lòng tự đối minh tộc trời sinh tràn đầy cảm giác sợ hãi. Minh tộc có linh hồn, sẽ chết đi, có thể tu luyện, cái này cùng nhân tộc yêu tộc khác nhau ở chỗ nào chỉ bất quá đám bọn hắn có một loại tà pháp có thể làm cho nhân tộc yêu tộc biến thành minh nô, có thể khống chế thi thể thôi nhân loại cũng có loại tà pháp này a à, giang giật giờ phút này tự có mấy cái nô lệ không giống sao nghĩ thông suốt những đạo lý này giang giật nội tâm đại chấn ánh mắt của hắn lặng yên nhìn về phía bên kia khai chiến hoàng tộc chuẩn bị tìm cơ hội ngụy trang thành một hoàng tộc ẩn núp tiến vào ầm um, có một hoàng tộc bị đập bay trọng thương nện vào bên này phía dưới giang giật đôi mắt sáng lên không có tránh né đối diện một cái minh tộc công kích thân thể đồng dạng bị đập bay ra ngoài vừa lúc nện vào cái kia hoàng tộc bên người nhanh ta giúp ngươi yểm hộ. Si Hồng truyền âm quát khẽ một tiếng, Giang giật tiếp cận cái kia hoàng tộc sau trong nháy mắt đem cái kia trọng thương hoàng tộc cho đánh giết, sau đó ném vào trong không gian giới chỉ. Chính hắn lắc mình biến hóa, biến thành cái kia hoàng tộc, đồng thời hắn đem đã sớm chuẩn bị xong nghị tà thú thi thể hướng bên cạnh ném một cái, thành công đổi thân phận. Tốt, biến ảo thân phận về sau, Giang giật hướng bốn phía lặng yên nhìn lướt qua, phát hiện căn bản minh tộc cùng hoàng tộc chú ý hắn, nội tâm thở ra một hơi thật dài hắn rốt cục bước ra bước đầu tiên, tiếp xuống tự xem làm sao lợi dụng hoàng tộc thân phận đi thiên linh thành. Thiên linh giới bên trong không biết có bao nhiêu minh vương, tại không có xác định hỏa long kiếm tàn kiện cụ thể ở đâu không có niềm tin tuyệt đối có thể trong nháy mắt tới tay thoát đi, giang giật tuyệt đối không thể loạn động, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại thiên linh giới, cùng minh tộc làm bạn. chương 1861, Người không phải phu quân ta. Biến ảo thân phận, đây là bước đầu tiên, bước thứ hai là muốn thành công ẩn núp vào trong hoàng tộc đi biến ảo ngoại hình, ngụy trang một cái thân phận không có nghĩa là tổ tuyệt đối an toàn. Giang giật đối với hoàng tộc nhất khiếu bất thông, thậm chí cũng không biết chính mình biến thành cái này hoàng tộc kêu cái gì, là thân phận gì, một cái không tốt liền muốn lộ tẩy. Cũng may giang giật ngụy trang cái này hoàng tộc là bị đả thương nặng, giang giật không cần đi tham chiến, vừa rồi đem cái kia minh tộc ném vào lúc, hắn vuốt một cái máu đen trên người mình, nhìn phi thường thảm, nửa người đều là máu đen. Hắn giả bộ trọng thương, nằm dạp trên mặt đất bất động, Dư quang vụng trộm quan sát bốn phía tình huống, chờ đợi đại chiến kết thúc, chờ đợi hoàng tộc đem hắn mang về. Vận khí của hắn rất kém cỏi, bầu trời một hoàng tộc bị nện xuống tới, tụ nện ở bên cạnh hắn không xa, còn lật ra vài vòng rời đi hắn mấy trượng khoảng cách. Cái kia hoàng tộc hẳn là cũng thụ thương không nhỏ, một cánh tay đều đoạn mất, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không có bay đi lên tiếp tục mở chiến. A à cổ phi, người không sao chứ, cái này hoàng tộc thế mà nhận biết giang giật giả mạo minh tộc, hắn dãy dụa bỏ tới tại giang giật bên người đặt mông ngồi xuống quan tâm nhìn qua giang giật giang giật nhức cả trứng hắn căn bản không biết cái này hoàng tộc làm sao đáp lời bất quá cái này hoàng tộc ngược lại để hắn biết rõ hắn thay thế thân phận gọi của phi hắn chỉ có thể giả bộ như nửa chết nửa sống bộ dáng xoay chuyển thân thể miễn cưỡng cười khổ một tiếng hư nhược nhúc nhích bờ môi nói ra còn tốt không chết a à, thanh âm của ngươi thay đổi thế nào đối phương hoàng tộc có chút hiếu kỳ quét giang giật vài lần Giang giật nội tâm kéo căng tới cực điểm, đưa thay sờ sờ cổ của mình, chỉ chỉ cổ biểu thị cổ mình thụ thương. A à, a, à, Lam Kỳ vực tạp toái thật đáng hận. Hoàng tộc nam tử ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra một chút tức giận, nhưng không có quá nhiều hận ý, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, y mạo mượn thúc thúc hắn Minh Lô đại nhân trở thành thiên linh giới giới chủ, gần nhất không ngừng cướp đoạt con dân của chúng ta cùng lãnh thổ. Giống như lãnh chúa không phản kháng, con dân của chúng ta đều muốn bị cướp sạch, cái này hoàng tộc nam tử thoạt nhìn là người nói nhiều hùng hùng hổ hổ không ngừng giang giật không ngừng gật đầu thỉnh thoảng đơn giản tiếp mấy câu hấp dẫn hắn tiếp tục cảm khái từ đó dò xét tình báo dùng vô tâm tính hữu tâm giang giật phi thường hiểu được lời nói khách sáo hắn cùng cái này hoàng tộc nam tử ở phía dưới một bên chữa thương một bên nói chuyện phiếm thế mà bị hắn bộ đến không ít tình báo cái này hoàng tộc cũng là cổ ra bất quá không biết gọi cổ cái gì giang giật không tiện hỏi nhiều Cổ ra là năm đó một cái minh vương hậu đại, là minh giới 11 đại gia tộc một trong, minh giới hoàng tộc kỳ thật cũng chính là 11 cái gia tộc, minh đế nhà hòa thuận năm đó 10 cái minh vương gia tộc. 11 gia tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh, mấy chục vạn đi qua, 11 con em của gia tộc đều có mấy chục vạn đầu chi mạch, nhân khẩu đông đảo tranh đấu không thể tránh được. Minh đế không có xuất thế lúc, minh giới đều sẽ loạn bên trên một trận, bất quá cũng sẽ không bộc phát đại quy mô chiến đấu. Bởi vì sở hữu gia tộc đều biết đạo minh đế mặc dù không có xuất thế, lại tiềm phục tại minh giới, có lẽ tự tiềm phục tại nào đó đầu chi mạch một cái đệ tử trên thân. Ai dám đại chiến, làm loạn, sẽ bị minh đế vô tình chém giết. Cái này kẻ lỗ mãng căn bản không biết giang giật là ngụy trang, cũng không biết giang giật đang cố ý lời nói khách sáo, một bên chữa thương, vừa cùng giang giật lại nhảy không ngừng. Giang giật lặng yên quan sát hắn chữa thương phương thức, phát hiện vô cùng đơn giản, liền là lợi dụng trong thân thể minh khí khôi phục thương thế giang giật có chút buồn bực bởi vì hắn trong thân thể minh khí căn bản không biết dùng mà lại minh khí quá ít giống như có thể đem thiên lực chuyển hóa thành minh khí liền tốt chẳng lẽ đi tìm minh tộc nữ tử song tu giang giật nhớ tới tại thiên yêu giới bên trong cùng ly hương nhi song tu có thể làm cho thiên lực cùng yêu lực tùy ý chuyển hóa nội tâm của hắn khẽ động xuất hiện một cái tà ác suy nghĩ bất quá lập tức ném ngoại trừ cái này ý nghĩ tà ác cùng yêu tộc song tu kia là người thú cùng minh tộc xong tu đó không phải là xác người sao cái này khẩu vị nặng hơn. Mặc dù Si Hồng đã nói minh tộc là một loại đặc thù chủng tộc, cái này hoàng tộc vẫn là nhân tộc minh tộc tạp sao ra, nhưng ở Giang Giật trong lòng minh tộc liền là thi binh đại biểu. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Giang Giật không dám lời nói khách sáo, cái này hoàng tộc kẻ lỗ mãng mặc dù có chút ngốc bên trong ngu đần, nhưng rõ ràng có chút không muốn nói nữa, Giang Giật giống như tiếp tục hỏi tiếp, sợ là sẽ phải gây nên hắn hoài nghi. Chiến đấu còn tại tiếp tục, để Giang Giật rất hài lòng một điểm, chỉ cần hoàng tộc bị nện rơi xuống thụ trọng thương không có đi tiếp tục tham chiến, phía trên hoàng tộc liền sẽ không xuống tới truy sát. Song phương đều là như thế, xem ra là minh đế có mệnh lệnh, trong hoàng tộc chiến đấu tranh đấu cũng không thể quá phận, tựa như ban đầu mấy lần chiến đấu y mạo cùng y lâm cũng không hề động thủ. Cuối cùng sau năm canh giờ, hai bên đều ngưng chiến, bởi vì hoàng tộc tử thương quá nhiều, y mạo cùng y lâm đều hạ lệnh ngưng chiến. Song phương nghĩa chính ngôn từ gian dạy đối phương một phen, sau đó lại riêng phần mình mang binh trở về giang giật lạng yên dùng thiên lực đem chính mình nội tạng cho đánh rách tả tơi xương cốt cũng đánh gãy rất nhiều cái giả dạng làm trọng thương bộ dáng cổ ra cái kia kẻ lỗ mãng phi thường phối hợp khiêng hắn đi theo đại quân trùng trùng điệp điệp trở về thành công lẫn vào trong hoàng tộc giang giật lại càng ngày càng khẩn trương giống như thân phận của hắn bị khám phá hắn mấy tháng này cố gắng tự uổng phí hắn chỉ có thể giết ra thiên linh giới còn muốn bị minh vương truy sát Sở dĩ mặt ngoài giả bộ như đã hôn mê, hắn lại một mực lặng yên cảm giác tình huống xung quanh. Hắn vận khí rất không tệ, lần này tử thương hoàng tộc nhiều lắm, căn bản không có đại nhân vật chú ý hắn, hắn bị cổ ra kẻ lỗ mãng mang theo bay trở về, cuối cùng nhẹ nhõm vào thành. Vào thành sau hắn khẩn trương hơn, vạn nhất hắn ngụy trang cái này cổ phi có thân nhân thê tử loại hình, hắn lộ ra ánh sáng khả năng sẽ vô hạn tăng lớn. Vào thành sau còn lại mấy ngàn hoàng tộc riêng phần mình mang theo thương binh cùng thi thể trở về, Giang giật bị mang theo đi theo một đám cổ gia võ giả tiến vào một mảnh tòa thành quần, cuối cùng bị cổ gia kẻ lỗ mãng đưa đến một cái lâu đài nhỏ bên trong. Lâu đài nhỏ bên trong trống rỗng, Giang giật nội tâm đại hỉ, chẳng lẽ cổ phi không có người thân. Chỉ là, sau một khắc nội tâm của hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, một người mặc váy đen nữ tử cuốn quyết đi tới, nhìn thấy cổ phi bị khiêng, kinh hô lên, phu quân, người thế nào. Kẻ lỗ mãng nhếch miệng cười nói, tẩu tử, cổ phi không có việc gì đâu, hảo hảo tính dưỡng một phen liền tốt. Giang giật con mắt đóng chặt căn bản không dám nói lời nào, nội tâm gấp đến độ như hỏa phần, cổ phi lại có thê tử cùng một chỗ cùng giường chung bối thê tử, sợ là trong nháy mắt liền sẽ khám phá thân phận của hắn, đến lúc đó quát to một tiếng, cái gì đều xong. Hắn cũng chưa từng có kích thích cử động, lại không dám động thủ, chỉ có thể mặc cho bằng cổ ra kẻ lỗ mãng khiêng hắn hướng bên trong đi đến. Tinh thần hắn kéo căng tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, vạn nhất cổ phi nàng dâu nhận ra hắn, hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ cổ phi nàng dâu dáng rất rất đẹp bất quá hoàng tộc giống như từng cái bộ dáng đều không khác mấy nam tuấn tú nữ mỹ mạo địa vị khác biệt khí chất hơi có chút khác biệt thôi kẻ lỗ mãng đem giang giật nhét vào bên trong gian phòng bên trong vỗ vỗ giang giật bả vai nói cổ phi người hảo hảo tính dưỡng ta đi về trước giang giật vẫn là không có mở to mắt chờ đợi cổ phi sau khi đi ánh mắt hắn lúc này mới có chút mở ra tại hắn cùng cổ phi nàng dâu liếc nhau về sau hắn đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, bởi vì cổ phi nàng dâu nhìn hắn ánh mắt phi thường lạ lắm, căn bản không phải một cái thê tử xem trượng phu ánh mắt. Hưu, hắn không còn có do dự, thân thể nổ bắn ra mà lên, một cái nắm cổ phi nàng dâu cổ, đồng thời trước tiên đóng lại cửa phòng. Cổ phi nàng dâu thân thể mềm mại rung động, đôi mắt lại phi thường băng lãnh, nàng mở ra miệng nhỏ lạnh giọng nói ra, ngươi không phải phu quân ta, ngươi là ai? Chương 1862, người vận khí không tệ, Khác đừng lộ ra, nếu không ta có thể trong nháy mắt giết chết ngươi." Giang giật lạnh giọng nói, trong tay huyền hoàng chi lực vận chuyển, nữ tử này như thật dám làm loạn, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Giờ khắc này ở thành nội cũng không phải nói đùa, mặc dù cái này thành trì hẳn không có minh vương, nhưng một khi thân phận bộc quang, hắn chỉ có thể giết ra ngoài, rời đi thiên linh giới. Nữ tử ngược lại là không có kinh hô, cũng không có loạn động, nàng trầm mặc một hồi hỏi, "Phu quân của ta chết?" "Chết." Giang giật nhẹ gật đầu gắn một cái dối cùng lam kỳ vực đại quân khai chiến chết rồi lam kỳ vực nữ tử ánh mắt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý cắn răng nói ra y mạo cái này hỗn đản ta muốn giết ngươi giết ngươi a à, giang giật có chút kinh ngạc y mạo đây chính là minh đế hậu đại cái này cổ phi thê tử lại có như thế can đảm hắn trầm mặc xuống không bao giờ không biết làm sao nói tiếp cổ phi thê tử cắn răng nghiến lợi trầm hống vài tiếng ánh mắt nhìn về phía giang giật hỏi lần nữa người đến cùng là ai ngụy trang phu quân để làm gì ý chẳng lẽ ngươi là nghĩ đến ám sát y lâm lãnh chúa Giang giật chân thành nhìn qua cổ phi thê tử nói ra ta là ai ngươi đừng quản ngụy trang ngươi phu quân không phải là vì ám sát y lâm ta chỉ là muốn đi thiên linh thành thôi đi thiên linh thành cổ phi thê tử đôi mắt lấp lóe một lần lạnh giọng nói ra ngươi coi như giả mạo phu quân ta cũng không thể nào đi vào tự liền y lâm lãnh chúa không có triệu hoán đồng dạng không có tư cách đi thiên linh thành ngươi muốn vào thiên linh thành dẹp ý niệm này đi ách giang giật có chút ngạc nhiên thiên linh thành khống chế nghiêm khắc như vậy không cách nào vào thành vậy cái này tàn kiện làm sao làm tới tay a à? chẳng lẽ lại trực tiếp đánh tới thiên linh thành đó cùng muốn chết không có khác nhau a à? có lẽ si hồng cùng thiên phượng đại đế có cơ hội đào tẩu hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát vạn nhất minh đế tự tiềm phục tại phụ cận giới diện thông qua minh thần đại trận truyền tống tới sợ là si hồng đều trốn không thoát ta có thể giúp ngươi tiến vào thiên linh thành cổ phi thê tử câu nói tiếp theo để giang giật cảm thấy ngoài ý muốn nàng nhìn chằm chằm giang giật nói ra bất quá người muốn giúp ta giết y mạo thay ta phu quân báo thù báo thù giang giật ngượng ngùng hít mũi một cái mặc dù y mạo không gây sự hai bên sẽ không khai chiến cổ phi cũng sẽ không xảy ra chiến nhưng cổ phi lúc ấy chỉ là trọng thương cuối cùng lại bị hắn giết chết giống như muốn báo thù cái này cổ phi thê tử muốn tìm hắn báo thù a à. có người hỗ trợ giang giật đương nhiên sẽ không khách khí trên mặt hắn không có biểu lộ ra bất luận cái gì thần sắc, cũng không có vội vã đáp ứng cổ phi thê tử, ngược lại trầm giọng hỏi, ngươi dựa vào cái gì mang ta vào thiên linh thành ngươi không phải nói y lâm không có triệu hoán, đều không có tư cách đi vào sao. Tự nhiên là bằng thân phận của ta, cổ phi thê tử bình tĩnh nói ra, ta họ y, phụ thân của ta là thiên linh thành nhị thành chủ y lục, là minh lô đại nhân thủ hạ đệ nhất đại tướng, bằng vào ta thân phận tùy thời có thể dùng vào thiên linh thành. Ha ha! Giang giật tay có chút dùng sức bóp cổ phi thê tử không thở nổi, khóe miệng của hắn đều là vẻ đùa cợt. U U nói ra, người lừa gạt tiểu hài đông người tôn quý như thế thân phận có thể gả cho cổ phi cổ phi tại cổ ra cũng không bị người chào đón a. À. Nếu ngươi không tin ta, có thể lập tức giết chết ta. Cổ phi thê tử thần sắc không có một tia biến hóa, lạnh giọng nói ra, ta chỉ là y lục con gái tư sinh, mẫu thân của ta sinh ta sau không bao lâu tự bị phụ thân ta giết sở dĩ thân phận ta nhìn rất tôn quý kỳ thật so phu quân ta không cao hơn bao nhiêu mà lại cổ da mạch này cũng không biết thân phận của ta đâu hắn thực sự nói thật giang giật người vận khí không tệ một đạo truyền âm vang lên tại giang giật linh hồn bên trong si hồng truyền âm giang giật rất là phấn chấn trong lòng ý niệm đầu tiên liền là muốn đem người này biến thành hồn nô dạng này hắn liền có thể nhẹ nhõm lẫn vào thiên linh thành đang tìm kiếm hỏa long kiếm tàn kiện không được, ai ngờ si hồng rất nhanh truyền âm nói, minh tộc không giống với yêu tộc cùng nhân tộc, bọn hắn sẽ không thay đổi thành hồn nô, người hội bức tử nàng. Bởi vì năm đó minh đế truyền xuống một cái ý chỉ, ai dám phản bội minh tộc, dám trở thành nhân tộc hồn nô, linh hồn của hắn sẽ bị trấn áp tại minh nguyên phía dưới, muôn đời dày vò. Tại minh giới không có minh tộc dám ngỗ nghịch minh đế, sở dĩ người coi như giết nàng, dùng hết thủ đoạn nàng cũng sẽ không trở thành nô lệ của ngươi. Hảo hảo cùng nàng nói một chút, Nàng lúc nói chuyện linh hồn một mực không có đặc thù ba động, cũng không hề nói dối. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cổ phi thê tử hỏi, Người tên là gì ngươi xác định ta giúp ngươi giết y mạo, ngươi tự mang ta vào thiên linh thành. Ta gọi y vân, nữ tử phi thường khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta giết y mạo, ta tuyệt đối mang ngươi vào thiên linh thành, mẫu thân của ta cũng bởi vì y mạo mà chết, trưởng phu ta cũng chết tại y mạo trong tay, thù này ta không thể không báo. Bất quá! Ngươi xác định có năng lực như thế giết y mạo sao giết chết y mạo không là vấn đề giang giật cũng không có để ở trong lòng chỉ cần không phải minh vương đô không có vấn đề hắn có chút nghi ngờ hỏi ngươi không phải nói mẫu thân ngươi bị phụ thân ngươi giết sao tại sao lại biến thành y mạo ha ha tự xưng y vân nữ tử đùa cợt cười nói mẫu thân của ta chỉ là một cái thị nữ cũng không có bất kỳ cái gì danh phận y mạo cùng thúc thúc hắn minh lô đại nhân tới nhà của ta làm khách y mạo coi trọng mẫu thân của ta phụ thân ta liền đem mẫu thân của ta ban cho y mạo, bị y mạo đùa bỡn về sau, phụ thân ta trực tiếp chém giết mẫu thân của ta. Thật là loạn, Giang giật nắm y vân để tay khai, ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, giết chết y mạo vấn đề không lớn, không bằng hắn thúc thúc minh lư có thể hay không tìm ta phiền phức. Y vân nghĩ nghĩ nói ra, nếu như là trường hợp công khai đánh giết, kia vấn đề không lớn. Nếu như là ám sát, Minh Lô Đại Nhân khẳng định gặp qua hỏi truy tra. Minh Lư Giang giật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc, nếu lại y máu thúc thúc cái kia hẳn là họ y a, à, gọi thế nào Minh Lưu hắn trước kia tại địa sát giới cũng tao ngộ qua một cái Minh Vương phân thân, giống như gọi Minh Địch. Si Hồng truyền âm vang lên giải đáp cái nghi vấn này, Minh Lưu cùng Minh Địch không phải họ Minh, đạt tới Minh Vương sau sẽ ban cho phong hào, đây là bọn hắn phong hào thôi, các người nhân tộc không phải cũng phong hào chiến thần loại hình. Xong ra, Giang giật thoải mái, hắn trước kia tự bị phong số Giang giật chiến thần. Kỳ Thanh Trần bị phong xưng là Thanh Trần chiến thần, chính là cái đạo lý này. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía Y Vân nói tốt, chúng ta một lời đã định, ta giúp ngươi giết Y Mạo, người dẫn ta vào thiên linh thành. Ta chỉ là đi vào trong thành tìm kiếm một vật, tìm tới sau lập tức trả lại ngươi tự do, xin ngươi đừng làm loạn, nếu không ta chỉ có thể là thủ tồi hoa. Ngươi yên tâm, ta còn sẽ không ngu như vậy. Y Vân gật đầu nói, ta chỉ muốn một lòng giết Y Mạo, người đến cùng là thân phận gì đã không trọng yếu, bất quá xin ngươi đừng tổn thương y lâm tiểu thư nàng đối ta phi thường chiếu cố giống như ngươi dám làm tổn thương nàng ta cho dù chết cũng sẽ không giúp cho ngươi y lâm giang giật nhún vai không quan trọng nói ra ta cùng nàng không oán không cừu vì sao muốn tổn thương nàng yên tâm đi chỉ cần ta được đến muốn đổ vật ta sẽ lập tức rời đi đúng rồi giang giật đột nhiên nhớ tới một sự kiện nghiêm mặt nói ra vì sao ngươi như vậy tin tưởng ta ngươi nhất định ta có thể giúp ngươi giết y mạo cảm giác, Y Vân nghĩ nghĩ nói ra, ta có thể một chút nhìn ra ngươi không phải phu quân ta cũng là bởi vì cảm giác, ngươi cho ta cảm giác cùng phụ thân ta còn có minh lô đại nhân khí chất rất giống, bất luận ngươi lại thế nào ngụy trang, khí chất của ngươi quá đặc biệt, ngươi hẳn là một đại nhân vật a à. Đại nhân vật, Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thật sự là hắn xem như cái đại nhân vật, bất quá cũng là bị nhân tộc cùng minh tộc đều không cho đại nhân vật. Trường 1863, cơ hội vẫn là nguy cơ. Giang giật tại cổ ra ở, theo cổ phi thê tử Y Vân trong miệng hắn đạt được rất nhiều tình báo. Toàn bộ thiên linh giới Minh Vương quả nhiên không chỉ một, có bốn tòa đại thành đều có Minh Vương đóng giữ, bất quá cái này bốn cái Minh Vương đô không phải xếp hạng 10 vị trí đầu, cũng không có đạt tới phong đế cấp, không sai biệt lắm liền là ngụy đế cấp thực lực, điểm này để Giang giật có chút thở dài một hơi. Thực lực tối cường liền là giới chủ Minh Lư, đến gần vô hạn phong đế cấp, hẳn là nhưng so sánh đao nô cảnh giới. Đáng nhắc tới chính là Minh Địch lại là xếp hạng 10 vị trí đầu Minh Vương, vừa mới xếp hạng thứ 10, khó trách lần trước hàng lâm một cái phân thân thiếu chút nữa đem địa sát quân chủ cho khống chế. Thiên linh giới mặc dù là đối chiến nhân tộc tiền tuyến, bất qua giới diện nhỏ ta, phụ cận còn có một cái thiên cương giới, cái kia giới diện phi thường lớn, là chinh chiến nhân tộc tuyến đầu. Thiên cương giới bên trong có ba cái xếp hạng 10 vị trí đầu Minh Vương, sở dĩ giang giật tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm, vạn nhất kinh động ba cái kia phong đế cấp chiến lược Minh Vương, ngoại trừ si hồng bên ngoài, hắn cùng thiên phượng đại đế đều trốn không thoát. Y Lâm là thiên linh giới bên trong bốn cái minh vương một trong minh cáp tôn nữ, cho nên mới có tư cách trở thành lãnh chúa, cũng dám cùng y mạo khiêu chiến khai chiến, nếu là bình thường lãnh chúa sớm đã bị y mạo giết đi. Minh giới nội đấu không tính lợi hại, nhưng nhiều lần cấm không ngừng, chủ yếu là chi mạch rất rất nhiều, minh giới hoàng tộc nhiều lắm, địa bàn có chút không đủ phân A. Minh đế không xuất thế, các giới đều sẽ có một phen náo động, thậm chí Minh Vương cùng Minh Vương đô lại có chiến tranh. Bất quá một khi chiến là mở rộng lời nói, xếp hạng 10 vị trí đầu Minh Vương sẽ ra mặt can thiệp điều hòa, cuối cùng cũng sẽ không diễn biến thành náo động lớn. Giống như y lâm cùng y mạo loại này tranh chấp, minh tộc khống chế cửu cái giới diện nội kinh thường trình diễn, phía trên cũng mặc kệ, ai đánh thắng, chiến bại người địa bàn tự bị gồm thâu, cái này rất bình thường. Minh Lư trở thành thiên tinh giới giới chủ, không chỉ có lại y mạo, Minh Lư còn có một số nhi tử chất tử gần nhất đều tại bốn phía cướp đoạt minh tộc cùng địa bàn. Minh Lư một mắt nhắm một mắt mở làm như không thấy, còn lại ba cái minh vương giận mà không dám nói gì. Đương nhiên, Y Lâm dám cùng Y Mạo khai chiến, khẳng định có ra ra hắn minh tháp âm thầm gật đầu, Y Lâm tính cách tương đối cương liệt, cái này đều chiến mấy lần, vẫn như cũng không dám thỏa hiệp. Giang giật có chút đau đầu, bởi vì hắn không biết làm sao đánh giết Y Mạo, không giết Y Mạo Y Vân liền sẽ không mang theo hắn đi thiên linh thành. Kỳ thật giết y mạo đơn giản, thiên phượng đại đế xuất hiện tùy ý có thể đánh giết, vấn đề là nhất định phải tại quang minh chính đại trường hợp đánh giết, nếu không khẳng định sẽ khiến minh lưu chú ý, đến lúc đó truy tra xuống tới liền phiền toái. Y lâm khẳng định còn có thể cùng y mạo có đại chiến, nhưng bằng mượn giang giật chiến lực rất khó tại cường giả bảo vệ dưới đánh giết y mạo, giống như đem thiên phượng đại đế hoặc là câu trần vương phóng xuất, vậy sẽ trong nháy mắt lộ ra ánh sáng thân phận. Tạm thời không có cách nào, giang giật chỉ có thể chờ đợi thời cơ hắn tại cổ ra ở lại, cổ phi là cô nhi, phụ mẫu đều chết trận. Tự một người bạn, cái kia dẫn hắn trở về kẻ lỗ mãng cổ ngọc, cái này kẻ lỗ mãng về sau thăm thoáng cái hắn, còn lại ngược lại là không có bất kỳ cái gì cổ xưa gia tộc người đến tìm hắn. Bởi vì thời khắc đều muốn giám thị y vân, giang giật đều vô tâm tu luyện, tại tòa lâu đài này bên trong ở đơn giản một ngày bằng một năm, si hồng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ làm cho giang giật tiếp tục ẩn núp chờ đợi. Nửa tháng sau, cơ hội không có tới, nguy cơ ngược lại tới. Y lâm thế mà hạ lệnh triệu tập hoàng tộc lần nữa chuẩn bị cùng y mạo khai chiến, mà lại lần này triệu tập hoàng tộc càng nhiều, trong thành chỉ mười mấy vạn hoàng tộc đều triệu tập năm vạn, giang giật giả mạo của phi lần nữa bị thông báo muốn xuất chiến. Xuất chiến không phải đại sự, vấn đề là Y Vân làm sao bây giờ? Giống như hắn một người đi xuất chiến, Y Vân đột nhiên đi trong thông báo mặt, mình giới cường giả lạng yên vây giết hắn, hắn sợ là liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Mà giống như mang đi Y Vân, y vân biến mất cổ ra bên này vạn nhất phát hiện cũng sẽ có hoài nghi ta và ngươi đi ra đánh đi y vân nhìn ra giang giật nội tâm lo lắng phi thường chân thành nói ra y lâm lãnh chúa nhận biết ta ta đi theo ngươi nàng sẽ không nói gì gì đó nếu như ta có dị động ngươi trực tiếp giết ta là được tốt ha, à, y vân đã như vậy hiểu chuyện giang giật tự thuận con lừa xuống dốc hắn mang theo y vân hướng ra phía ngoài bay đi đi theo không ngừng bay ra cổ ra võ giả hướng ra phía ngoài bay đi a cổ phi Người làm sao mang theo tổ tử ra ngoài A à cổ ra cái kia kẻ lỗ mãng cổ ngọc từ phía sau đuổi kịp Giang giật cùng Y vân, nghi ngờ nói ra lần này không có xuất chiến danh sách chính là không thể xuất chiến. Không có việc gì, Y vân lắc đầu nói ra, ta cùng Y lâm lãnh chúa nói một tiếng là được, ta không yên lòng cổ phi. Kẻ lỗ mãng cổ ngọc thoải mái, nhẹ gật đầu nhìn Y vân một chút, cảm khái nói, cổ phi, có người dạng này thê tử muốn cảm tạ minh đế phù hộ A. À. Cảm tạ minh đế, Giang giật trong lòng cười lạnh giống như có thể nói hắn hận không thể đem minh đế phân thây, còn muốn cảm tạ minh đế ba người đi theo cổ gia cường giả bay nam thành, tụ hợp vào trong đại quân. Bên ngoài lần nữa tụ tập vào ngàn vạn minh tộc, liếc nhìn lại đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng. Các loại chờ sở hữu hoàng tộc đại quân bay ra về sau, y lâm mang theo 10 cái hoàng tộc cường giả bay ra, nàng gầm thét y mạo khinh người quá đáng, lại bá chủ chúng ta một khối lãnh thổ, lần này chúng ta cùng hắn quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến, sở hữu hoàng tộc giống giận, Minh tộc gào thét không ngừng, y lâm tay nhỏ vung lên, đại quân trùng trùng điệp điệp bay đi, hoàng tộc bay ở phía trước nhất, minh tộc theo ở phía sau. Ừ, vừa mới bay không bao xa, y lâm ánh mắt đột nhiên hướng giang giật bên người y vân quét tới, nàng nhướng mày, vẫy vẫy tay nói, y vân, ngươi làm sao xuất chiến tới nói chuyện. Cái này, giang giật đôi mắt lạnh lẽo, y vân giống như đi qua cùng y lâm nói chuyện thân phận của hắn, cái này mấy vạn hoàng tộc cùng ngàn vạn minh tộc sợ là muốn lập tức bắt đầu vây giết hắn a nhưng Y Lâm triệu kiến Y Vân làm sao có thể không đi hắn cũng không có khả năng đi theo đi qua a Giang Giật trầm ngâm một lát vỗ vỗ Y Vân bả vai nói lãnh chúa gọi ngươi đấy đi qua thật dễ nói chuyện ừm um, Phu quân ta đã biết Y Vân nghe hiểu Giang Giật ý tứ nhìn hắn một chút gật đầu hướng Y Lâm bên kia bay đi Giang Giật nội tâm kéo căng tới cực điểm thời khắc chuẩn bị đem thiên phượng đại đế phóng suất cưỡng ép phá vây ra ngoài Y Vân không để cho hắn thất vọng đi qua cùng Y Lâm cùng một chỗ phi hành nói chuyện phiếm thật lâu y lâm đều không có bất kỳ cái gì cử động thậm chí đều không có liếc hắn một cái xem ra y vân cũng không có bại lộ thân phận của hắn ngay tại hắn âm thầm thở dài một hơi lúc y lâm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn còn phái người truyền lời tới để hắn tới nói chuyện chẳng lẽ là kế chờ ta đi qua toàn bộ cường giả hội trong nháy mắt ra tay với ta giang giật não hải nhanh chóng chuyển động không bao giờ hắn không dám làm loạn chỉ có thể kiên trì hướng y lâm bên kia bay đi đến y lâm bên người hắn cảm giác được phủ cận cường giả cũng không có sát khí về sau, lúc này mới giải sầu xuống tới học còn lại hoàng tộc đi một cái đặc thù lễ, khom người nói cổ phi tham kiến lãnh chúa. Ừm, y lâm quét Giang giật một chút, có chút hồ nghi hỏi, y vân nói người có biện pháp giúp bản lĩnh chủ đánh bại y mạo, đây là sự thực sao? Giang giật nội tâm khẽ động, y vân thế mà đang giúp hắn xem ra nàng đích xác hận y mạo tận xương, y lâm có hay không biện pháp đánh giết y mạo, sở dĩ muốn cho y lâm trọng dụng hắn. Hắn trầm ngâm một lát, liền vội vàng không người nói, giống như lãnh chúa chỉ cho ta vùng chiến đấu, ta có niềm tin tuyệt đối giúp người đánh bại y mạo. chương 1864, chủ động mời chiến. Giang giật tràn đầy tự tin, nhưng y lâm lại cũng không là rất tín nhiệm hắn, dù sao cổ phi chỉ là cổ ra một cái phi thường đệ tử bình thường, nếu không phải y vân nàng nhìn cũng không nhìn cổ phi một chút. Nàng cùng y vân là quen biết cũ, quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, chiếu cố y vân thuần túy là nhìn nàng mặt mũi của phụ thân, cũng là xem Y Vân đáng thương thôi. Giờ phút này không có khả năng bởi vì Y Vân một câu đem toàn bộ đại quân quyền chỉ huy cho Giang Giật, nàng trầm ngâm một trận hỏi, người muốn làm sao chỉ huy, người như thế nào mới có thể thủ thắng, kỹ càng cùng bản lĩnh chủ nói một chút. Thứ này nói thế nào, Giang Giật có chút trận tròn mắt, chẳng lẽ nói hắn tinh thông nhân tộc quân trận, hiểu được bài binh bố trận, hiểu được nhân tộc các loại chiến thuật chiến lược vừa nói như vậy thân phận của hắn chẳng phải lập tức bộc quang sao phải biết hắn nhìn y mạo cùng y lâm khai chiến, quả thực là nhất nguyên thủy phương pháp chiến đấu, hai bên đối sông thôi. Nếu để cho hắn chỉ huy đại quân, nhẹ nhóm có thể thắng đối phương, nhưng thứ này không tốt giải thích, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, lãnh chúa đại nhân, cụ thể ta không có cách nào cùng ngươi giải thích. Giống như ngươi tin tưởng ta, tự chỉ cho ta vung quyền, ta liền có thể giúp ngươi đánh bại y mạo. Chê cười, y lâm cười lạnh một tiếng, đều không muốn cùng giang giật nhiều lời, trực tiếp phất tay nói ra, ngươi đi xuống đi giang giật không có bất kỳ cái gì lý do thuyết phục y lâm bằng vào một cái y vân mấy câu nàng liền đem đại quân quyền chỉ huy nhiều như vậy hoàng tộc cùng minh tộc sinh tử cho giang giật nàng cũng không phải ngớ ngẩn giang giật còn muốn nói điều gì y vân khẽ lắc đầu bên cạnh còn có hai cường giả lãnh mâu quét tới giang giật chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui trở lại trong quân giờ phút này sợ là hắn nói thêm mấy câu nữa lời nói y lâm sẽ còn trọng phạt hắn đại quân tiếp tục tiến lên y lâm không còn có triệu kiến qua giang giật Y Vân một mực đi theo Y Lâm bên người, Giang Giật chỉ có thể buồn khổ đi theo đại quân tiến lên. Lần này không có đến tòa kia hồ phụ cận, khoảng cách hồ có trăm vạn lý. Tự Tào mộ Y Mạo đại quân, Y Mạo nên được đến tin tức, sớm mang theo đại quân ở chỗ này chờ chờ đợi. A, à, Giang Giật ánh mắt nhìn lướt qua hơi biến sắc mặt, phụ cận hoàng tộc cũng sắc mặt đại biến. Bởi vì đối phương đầy khắp núi đồi trên bầu trời khắp nơi đều là Minh tộc, hoàng tộc số lượng đạt đến mười mấy vạn, Minh tộc ít nhất có hơn một nghìn vạn. Y mạo lấy ở đâu nhiều như vậy quân đội? Giang giật trong đầu nhất chuyển, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, lần này đại chiến khẳng định có phụ cận sơn lĩnh nhúng vào vào đây, y mạo xem ra là nghĩ triệt để nuốt vào y lâm lãnh thổ A. Y lâm sắc mặt cũng thay đổi, nàng ánh mắt nhìn về phía y mạo bên người một cái hoa bào nam tử, lạnh giọng khẽ kêu nói, y chúc người đây là ý gì ngươi muốn lẫn vào ta cùng y mạo ở giữa chiến tranh sao ngươi tự không sợ ra da, da của ta xé ngươi. Ha ha ha, y mạo bên người hoa bào nam tử hú giải nói y lâm lãnh chúa đừng hiểu lầm bản lĩnh chủ không có nhằm vào ngươi ý tứ chỉ là bị người nhờ vả thôi y mạo cho ta một nửa sơn lĩnh địa bàn ngươi như cho ta một nửa địa bàn hai ta không giúp đỡ như thế nào vô xỉ y lâm gầm thét y trúc rõ ràng là bị y mạo đón mua coi như nàng cho một nửa địa bàn y trúc cũng sẽ không bỏ qua giết y mạo hét lớn một tiếng đại quân tề động mười vạn hoàng tộc bay đi bên trái còn lại minh tộc như châu chấu quẩn hướng bên phải bay tới, đầy khắp núi đồi, che khuất bầu trời không nhìn thấy cuối cùng. Kỳ trúc quân đội động, trùng trùng điệp điệp bay tới, vô số minh tộc gào thét, hắc phân lăn lộn, các loại tà ác khí tức tràn ngập, phụ cận hoang dã biến thành kinh khủng địa ngục. Giết, Y Lâm không có biện pháp, chỉ có thể để đại quân toàn bộ để lên, lần này chiến đấu vẫn là cùng trước kia không có gì khác nhau. Hoàng tộc đối chiến hoàng tộc, minh tộc đối chiến minh tộc, đường đường chính chính, không có bất kỳ cái gì chiến thuật cùng mưu kế có thể nói. Hưu, Giang giật không cùng theo đại quân tiến lên, mà là lặng yên hướng Y Lâm bay đi, bay đến Y Lâm bên người ngàn trượng về sau, bên người nàng 10 cái cường đại minh tộc lập tức khóa chặt Giang giật, trên thân minh khí vẩn quanh, tùy thời chuẩn bị đánh giết hắn. Lãnh chúa, người dạng này chiến đấu tiếp tất phong A. Giang giật quát khẽ một tiếng, Y Lâm đôi mắt đẹp lấp lánh một lát, khoát tay áo nói, để hắn tới. Ngăn lại Giang giật hai cường giả tránh ra, Giang giật bay đi khom người nói, lãnh chúa đại nhân, địch quân binh lực là phe ta gấp 2, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn toàn quân bị diệt, sơn lính cũng sẽ bị y mạo chiếm cứ. Đến lúc đó coi như báo cáo đi giới chủ chỗ nào, toàn bộ minh tộc đều thuộc về thuận y mạo, lãnh thổ trả cho chúng ta cũng vô ích. Y lâm mày nhăn lại, ngưng âm thanh hỏi, vậy người có biện pháp nào? Rất đơn giản, Giang giật ánh mắt nhìn về phía xa xa y mạo cùng y trúc nói, chỉ cần đem y mạo lãnh chúa cùng y trúc lãnh chúa cầm xuống là được, bọn hắn đại quân tự nhiên là lui đi. Đến lúc đó lãnh chúa mang theo y mạo cùng y trúc đi thiên linh thành cầu kiến giới chủ, mời giới chủ định đoạt, y mạo cùng y trúc khẳng định bị trọng phạt, về sau liền rốt cuộc không dám vào công chúng ta. Cầm xuống y mạo cùng y trúc, y lâm có chút kinh ngạc, loại ý nghĩ này chưa bao giờ ra trong đầu của nàng. Bởi vì minh đế đã từng xuống một cái mệnh lệnh, y ra con em không thể tự giết lẫn nhau. Sở dĩ coi như trận chiến này người nào thắng, cũng sẽ không đi tổn thương đối phương, Y Mạo Thắng sẽ không giết Y Lâm, mà là bỏ mặc nàng rời đi, chỉ là chiếm lấy nàng lãnh thổ thôi. Sở dĩ Y Lâm chưa bao giờ từng nghĩ đi giết chết Y Mạo, hoặc là cầm xuống Y Mạo, tại minh tộc cao tầng xem ra run rẩy liền là xem ai thủ hạ nhiều lính, xem ai binh cường, vậy sẽ có bắt giặc trước bắt vô ý nghĩ. Cao quý minh giới hoàng tộc, cũng khinh thường dùng loại này bằng môn tả đạo. Không được, sở dĩ Y Lâm trầm mặc một chút, lắc đầu nói, đi lấy dưới Y Mạo cùng Y Trúc, này lại để các tộc chê cười, không có thực lực dựa vào những này tiểu thủ đoạn chiến thắng, có ý nghĩa gì? Giang giật trợn trắng mắt, cái này Minh Đế hậu đại có phải hay không ngớ ngẩn run rẩy là ngươi chết ta sống sự tình, cái kia còn lo lắng mặt mũi cùng phong độ người sĩ diện cùng phong độ, vậy cũng chớ run rẩy, trực tiếp chọn một số người ra luận võ không phải tốt hơn. Hắn kiên nhẫn thuyết phục, lãnh chúa đại nhân, đây không phải ngươi trước không nói nguyên tắc ai mạo đều mời viện quân, hai người bọn họ sơn lĩnh đánh chúng ta một cái sơn lĩnh là bọn hắn trước không nói đạo nghĩa, bọn hắn trước hết nghĩ hủy diệt chúng ta. Bọn hắn không nghĩa, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Coi như đi thiên linh thành chúng ta cũng có thể nói rõ lý lẽ, là bọn hắn trước chiếm lấy chúng ta lãnh thổ, cướp đoạt con dân của chúng ta, là bọn hắn gây sự trước. Lãnh chúa đại nhân, người suy nghĩ một chút người lãnh thổ bị chiếm đoạt, cứ như vậy trở về, còn không phải bị toàn bộ gia tộc chê cười. Có lẽ là câu nói sau cùng thuyết phục y lâm, nàng đôi mắt từ từ băng lãnh xuống tới, rất nhanh hạ quyết định quyết thầm nghĩ tốt, lại y mạo trước không nói đạo nghĩa, vậy cũng đừng trách ta y lâm. Y thiên người tỏa trấn hậu phương, bản lĩnh chủ tự mình đi cầm xuống y mạo. Đừng, giang giật xem như triệt để đối cái này y lâm chịu phục, chủ soái lại để cho tự mình động thủ, giống như nàng bị giết, toàn quân lập tức bại vong. Nàng chiến lực lại không tính quá mạnh, xuất chiến có cái dám dùng, xem ra nàng vẫn có chút không bỏ xuống được, chuẩn bị đi cùng y mạo công bằng quyết đấu. Hắn cắn răng nói ra, lãnh chúa đại nhân, thân phận của ngươi tôn quý, đối phương chỉ là mấy cái mao tặc làm sao cần ngươi xuất thủ giống như lãnh chúa đại nhân tin được tại hạ, ta dẫn người đi lấy dưới y mạo cùng y trúc. Ngươi, y lâm nhướng mày, bởi vì cổ phi chiến lực cũng không mạnh, tại y lâm xem ra liền là cấp thấp nhất hoàng tộc. Bất quá đã giang giật chủ động mời chiến, bên cạnh y vân cũng nhẹ gật đầu, nàng nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra, vậy thì tốt, cổ phi ngươi mang theo y thiên bọn hắn đi, tình huống không đúng tự rút về đến hoặc là đầu hàng, khác đừng chết trận. Tốt, Giang giật đôi mắt sáng lên, cơ hội rốt cuộc đã đến. chương 1865, tâm ngoan như sắt. Y Lâm cũng không có cho Giang giật quá nhiều người, chỉ là để hắn mang theo năm cái hoàng tộc xuất chiến. Hơn nữa nhìn tình huống cái này năm cái hoàng tộc còn đối với hắn có chút không phục. Bất qua cái này năm cái hoàng tộc chiến lực tính không tệ, hẳn là đạt đến mị ảnh vương cấp bậc. Giang giật mang theo năm cái hoàng tộc lặng yên hướng đại quân bên kia phóng đi, rất nhanh tụ hợp vào trong đại quân, đầu óc hắn phi tốc chuyển động nghĩ đến biện pháp, nhìn xem làm sao cầm xuống y mạo cùng y trúc. Giống như chỉ là cầm xuống y mạo cùng y trúc vấn đề không lớn, bởi vì hai cái này hoàng tộc chiến lực hẳn là đều không mạnh, nhiều nhất chỉ có phong vương cấp chiến lực, mấu chốt là bên cạnh bọn họ hộ vệ. Giống như giang giật có thể toàn lực xuất thủ, cái kia có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn trường, chớ nói chi là đem thiên phong đại đế phóng xuất. Vấn đề là hắn không thể, mà lại có thể không xuất thủ, hắn đều tốt nhất đừng xuất thủ, bởi vì hắn ngụy trang thân phận chiến lực không mạnh, chỉ có phong hào chiến thần thực lực, thoáng cái bạo phát đi ra, đồ đần đều sẽ hoài nghi. Năm cái đối chiến mười mấy cái, cái này hiển nhiên độ khó có chút lớn, giang giật chỉ có thể dụng kế, hắn nghĩ đến một lát, lạnh giọng cùng phía sau năm cái hoàng tộc hạ lệnh, chư vị đại nhân, chiến đấu phía sau quan hệ đến lãnh chúa đại nhân mặt mũi, ta hy vọng chư vị toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta, giống như các ngươi không chấp hành, chúng ta thua không nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể như chó nhà có tan trở về. Mấy người đối với giang giật lúc đầu không phục, tại giang giật lạnh giọng nói chuyện, mấy cái hoàng tộc sắc mặt ngưng trọng lên, một người gật đầu nói ra tốt, cổ giao quát con ngươi hạ lệnh đi, chúng ta tự tin tưởng ngươi một lần, chẳng qua nếu như ngươi không có cách nào cầm xuống y mạo cùng y trúc làm như thế nào. Giang giật cười lạnh nói ra, giống như toàn bộ các ngươi nghe ta, bắt không được bọn hắn, ta tự sát dĩ tạ chư vị đại nhân. Tốt, mấy cái kia hoàng tộc liếc nhau 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 gật đầu, giang giật không còn nói nhảm, chỉ vào y mạo cùng y trúc bên kia người nói đến, các ngươi từng cái bay qua, không nên chết chiến, công kích sau lập tức chạy trốn, đem y mạo cùng y trúc hộ vệ bên cạnh đều dẫn ra, hai người bọn họ cuối cùng giao cho ta. Giao cho ngươi, mấy cái hoàng tộc đùa cợt nhìn qua giang giật, biểu thị không tin tưởng, giang giật lạnh giọng nói ra, chư vị đại nhân vừa rồi nói như thế nào làm sao thoáng cái tựu đổi ý. Tốt ha, à, mấy cái hoàng tộc cắn răng, cái thứ nhất hướng bên kia bay đi, còn không có tới gần y mạo bọn hắn tự xa xa đánh ra một đạo to lớn lưu quang bên kia lập tức bay ra bốn người đè vào phía trước bên này bay qua người công kích lần nữa mấy vòng quay người hướng nơi xa bỏ chạy y mạo cùng y chúc bốn thủ hạ lập tức giận tím mặt truy sát mà đi hiu cái thứ hai hoàng tộc cường giả xuất thủ đồng dạng bay qua công kích mấy vòng lại dẫn ra mấy tên hộ vệ những này minh tộc đầu tại giang giật trong mắt xem ra quá đơn giản tùy ý xuất thủ tự dẫn ra căn bản không để ý chủ tử của mình Bất quá y mạo cùng y trúc đoán chừng cũng hạ lệnh để bọn hắn truy sát, có lẽ tại y mạo cùng y trúc trong mắt, run rẩy căn bản cũng không có mưu kế có thể nói, cũng chưa từng hội hướng bên kia suy nghĩ. Bọn hắn đoán chừng chưa từng nghĩ tới có minh tộc dám lấy phạm thượng đánh giết bọn hắn, dù sao bọn hắn thân phận tôn quý, đứng ở nơi đó đều không có phổ thông minh tộc dám động bọn hắn. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, tại cái thứ năm hoàng tộc xuất động lúc, giang giật sông vào đối chiến minh tộc bên trong, hắn rất không cẩn thận bị công kích một lần, thân thể bị trùng điệp hướng y trúc cùng y mạo phía dưới phụ cận đập tới, còn lăn lộn mấy chục giới, thành công đã tới y mạo cùng y trúc phía dưới. Ừ, y mạo cùng y trúc nhìn lướt qua giang giật cũng không có để ý, bởi vì giang giật thân phận rất ti tiện, dựa theo lẽ thường tới nói là không có lá gan công kích bọn hắn. Minh giới đẳng cấp rõ ràng, hạ vị giả đối thượng vị giả trời sinh tự e ngại, y ra là minh đế phổ thông hậu đại, cho còn lại gia tộc tử đệ 100 cái lá gan cũng không dám công kích bọn hắn. Giang giật có lá gan này sao? Cái này không cần hoài nghi, giờ phút này y chúc cùng y mạo hộ vệ bên cạnh toàn bộ bị hấp dẫn đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, như thế cơ hội trời cho Giang giật như còn không xuất thủ hắn tự ngu mốc rồi. Hắn nổi giận từ phía dưới sông lên, một bên bi phẫn trầm hống, hai người các ngươi vô sỉ lãnh chúa, nghĩ chiếm lấy chúng ta lãnh thổ cùng con dân, ta và các ngươi liều mạng. Ha ha, y mạo cùng y chúc liếc nhau, trong mắt đều là vẻ châm chọc giang giật khí tức trên thân quá yếu hai người đều không có để ý thậm chí y trúc cũng không hề động thủ chỉ lại y mạo trên thân hắc khí vần quanh đánh ra một đạo màu đen lưu quang hắn quát lạnh nói đã ngươi muốn chết bản lĩnh chủ liền thành toàn ngươi suy suy đạo này màu đen lưu quang ngừng tụ thành một cái màu đen cửa thú hình thể đạt đến mấy trượng miệng lớn mở ra mang theo dọa người khí tức muốn đem giang giật tươi sống cho nuốt vào oanh minh khí ngừng tụ cửa thú trùng điệp nện ở giang giật trên thân để y mạo cùng y trúc chấn kinh ngạc sự tình phát sinh giang giật thân thể khẽ run lên, không có bị bất luận cái gì tổn thương, hắn tiếp tục hướng lên trên mặt tiêu xạ, tốc độ nhanh gấp 2, trên người minh khí cuồn cuộn mà ra thoáng cái đem phương viên mấy chục trưởng không gian đem bọn hắn cho bao phủ đi vào. Giang giật rất thông minh, hắn thả ra trên người minh khí cũng không có công kích, chỉ là đem phương viên bốn phía không gian cho che đậy. Minh tộc không hiểu thần thức ứng dụng, bọn hắn có một loại cùng thần thức tương tự thần thông, cái kia chính là để minh khí tràn ngập khắp nơi, có thể thông qua minh khí cảm ứng được hết thảy tin tức, mà giờ khắc này phụ cận cũng không có cường đại minh giới hoàng tộc. Sở Dĩ Giang giật dùng minh khí bao phủ y mạo cùng y trúc về sau, phía ngoài hoàng tộc là không nhìn thấy tình huống bên trong. Hưu, Giang giật tốc độ giờ phút này đạt đến cực hạn, người bên ngoài không nhìn thấy, y trúc cùng y mạo lại có thể cảm thụ được phi thường tinh tường. Hai người sắc mặt đại biến, trên người minh khí bản năng cuồn cuộn mà ra, liền muốn toàn lực công kích. ầm. Um, giang giật kích hoạt khiếu huyệt sau nhục thể nhưng so sánh đao nô lại thế nào là hai cái này lãnh chúa có thể so nắm đấm của hắn thoáng cái đến y trúc mặt bên trên hung hăng một quyền đập vào trên đầu của hắn ầm um, y trúc đầu bạo liệt máu đen rơi xuống nước y mạo trong nháy mắt kịp phản ứng một bên hoảng sợ lui lại một bên kêu to ngươi ngươi không phải giang giật đang quyết định động thủ một khắc này liền không có dự định lưu lại hai cái hoàng tộc tính mệnh sự ác độc của hắn như sắt bởi vì hắn không toàn lực xuất thủ căn bản bắt không được bọn hắn toàn lực xuất thủ tụ tuyệt đối sẽ bại lộ, kia y mạo cùng y trúc cũng chỉ có thể chết rồi. Còn như hai người chết rồi, Giang Giật có thể hay không bị Minh lưu truy sát điểm này hắn đã không có thời gian đi cân nhắc. Trước chém giết y mạo cùng y trúc lại nói, cơ hội tốt như vậy không bắt được, hắn đều xin lỗi chính mình. Phanh phanh, trên người hắn lóe lên, nắm đấm đột nhiên nện ở y mạo trên đầu, lần này thu một điểm lực đạo, nhưng tương tự đem y mạo đầu cho thẻ nứt, linh hồn đánh sơ xác, thân thể hung hăng đập bay ra ngoài giả chết, ta giúp ngươi yểm hộ. Một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu. Si hồng truyền âm giang giật không có chút gì do dự. Trên thân khí tức hoàn toàn thu liếm. Máu tươi trên tay ở trên mặt trên thân một vòng. Cứ như vậy như giống như diều đứt dây tự nhiên đập xuống xuống dưới. Thân thể của hắn rất nhanh rất xuống minh khí phạm vi bao phủ. Trùng điệp nện ở một cái trên ngọn núi lăn xuống đi. Phanh ầm mặt khác hai cỗ thi thể đã sớm giáng xuống. Y mạo cùng y trúc đầu một cái bị nện bạo một cái bị nện nứt, chết đến mức không thể chết thêm. Lãnh chúa, y chúc lãnh chúa, mấy đạo quát lớn tiếng vang lên, vô số ánh mắt quét tới, kia đang đánh thiên hôn địa ám minh tộc bọn họ toàn bộ đều đình chỉ chiến đấu, giờ khắc này toàn trường đột nhiên tĩnh mịch xuống tới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chết, y lâm trợn tròn mắt, trong lòng nàng y mạo cùng y chúc vô luận lại ghê tẩm cũng không thể giết, đây chính là y ra con em a à, cổ phi thế mà đem bọn hắn đều giết đi chương 1866, người không có tư cách bước vào thiên linh thành. Si Hồng nói chỉ giúp Giang Giật xuất thủ ba lần, nói 10 năm sau Giang Giật không có đạt tới phong đế cấp liền mang theo hỏa long kiếm rời đi, nhìn lãnh khốc vô tình, kỳ thật cũng không phải là thật vô tình. Nếu không ba lần cơ hội sớm đã dùng xong, hắn giúp Giang Giật lặng yên dò xét mấy lần, lần trước giúp hắn yểm hộ một lần, lần này lại giúp hắn yểm hộ một lần. Đánh giết hai cái y ra con em vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, tụ liền y lâm đều có chút trợn tròn mắt, có thể thấy được việc này sự nghiêm trọng giống như giang giật không giả chết giống như si hồng không giúp hắn yểm hộ hắn đem lập tức trở thành mục tiêu công kích coi như không bị vây công khẳng định cũng sẽ bị vô số hoàng tộc để mắt tới về sau nửa bước khó đi si hồng cũng không biết vận dụng cái gì thần thông giang giật giờ phút này bị vô số hoàng tộc dò xét lại nhìn cùng người chết không có gì khác nhau đã giang giật đều đã chết những điều kia hoàng tộc chắc chắn sẽ không đi để ý hắn mà là đi chú ý chết đi y mạo cùng y trúc Y mạo cùng y trúc thủ hạ hoàng tộc toàn bộ mộc, lãnh chúa đều đã chết bọn hắn còn đánh cái cái giam A. À. Tại minh giới lãnh chúa là cao cao tại thượng, là sơn trong cổ sở hữu con dân hoàng tộc chủ tử, lãnh chúa một câu bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi chết, giờ phút này lãnh chúa chết rồi, coi như chiếm đoạt y lâm sơn lĩnh lại có ý nghĩa gì. Không bao giờ toàn bộ hoàng tộc cùng minh tộc cũng không dám công kích, ngây ngốc tại chỗ. Y lâm cũng có chút không biết làm sao, chỉ có thể mờ mịt đứng thẳng cũng may nàng một tên hộ vệ y thiên tương đối thông minh, hắn hét lớn, y mạo y chúc hai vị lãnh chúa vô sỉ tiến công ta cờ trắng lĩnh, đánh giết ta cờ trắng lĩnh con dân, xâm chiếm ta cờ trắng lĩnh cương vực, hiện đã bị chúng ta chu sát, các ngươi như còn không thối lui, đem toàn bộ giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội, y thiên nhất giống, toàn bộ hoàng tộc đi theo giống to, y chúc cùng y mạo thủ hạ luống cuống, tựa như một đám không có vương đàn sư tử, rắn mất đầu. Cuối cùng y chúc thủ hạ trước hết nhất thối lui, y mạo bên này chỉ có thể nhanh chóng lui quân, lãnh chúa chết đối với bọn hắn tới nói liền là trời sập, còn đánh cái gì chiến. Đại quân mặc dù lui đi, nhưng y Lâm giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần, nàng luống cuống, dù sao y chúc cùng y mạo chết tại trong tay người của nàng. Minh Lư cái này nếu là truy cứu xuống tới, gia gia của nàng đều muốn bị truy trách nhiệm, các nàng toàn bộ chi mạch đều muốn bị hỏi tội. Lãnh chúa, trước cứu chữa thương binh triệt binh trở về đi việc này muốn trước thông báo minh cáp đại nhân mời minh cáp đại nhân làm chủ y thiên nhỏ giọng tại y lâm bên tai nói y lâm tỉnh ngộ lại lập tức để binh sĩ quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh rút quân y lâm tâm hoảng ý loạn căn bản đều không có đi chú ý giang giật đều không đợi chiến trường quét dọn xong trực tiếp trước một bước trở về nàng nhất định phải trước tiên báo cáo cho nàng ra ra minh cáp để giải quyết tốt hậu quả y vân không cùng lấy y lâm đi mà lại trên mặt nàng không có nửa điểm bi thương nàng đợi y lâm sau khi đi thân thể bay vụt mà xuống, trực tiếp tìm được giang giật thi thể sau đó ôm tựu về phía tây bên cạnh bay đi. Ừ, chủ trì giải quyết tốt hậu quả công tác y thiên phát giác được y vân dị trạng, cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn theo y lâm trong miệng biết được y vân thân phận, xem tình huống y vân trượng phu chết rồi, nàng nản lòng thoái chí chuẩn bị trở về gia tộc. Y vân đích thật là nghĩ hồi trở lại thiên linh thành, đương nhiên cũng không phải là nản lòng thoái chí mà là nàng nghĩ hồi đoái cùng giang giật hứa hẹn, Bay khỏi đại quân trăm dặm về sau, Y Vân đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, không ai, có thể tỉnh lại. Giang giật một mực có thể cảm giác tình huống chung quanh, nghe được thanh âm về sau, hắn mở to mắt cảm thấy ngoài ý muốn nhìn qua Y Vân nói, người biết ta không chết. Y Vân khẽ mỉm cười nói, đại nhân như thế cường đại, như thế nào lại dễ dàng như thế chết đi Y Mạo cùng Y Trúc chiến lực cũng không mạnh, đại nhân đều có thể một chiêu diệt bọn hắn, đương nhiên sẽ không chết đi. Y Vân mặc dù không phải rất thông minh, nhưng cũng không ngốc, Ngươi rất thông minh, Giang giật nhẹ gật đầu, thân thể đứng thẳng hỏi, ngươi là muốn đi đâu đi thiên linh thành sao? Đúng, Y Vân gật đầu nói, đại nhân giúp ta giết Hy Mạo, ta đại thù đến báo, tự nhiên tuân thủ ước định mang ngươi vào thiên linh thành. Bất quá ta hy vọng đại nhân không tại thiên linh thành đại náo, nếu không minh lư đại nhân cùng phụ thân ta hội giận cho đánh mèo của ta, đến lúc đó Y Vân chỉ có một con đường chết. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn tìm một kiện đồ vật, sẽ không đại náo. Giang giật đối với minh giới hoàng tộc lần thứ nhất có đổi mới, cái này Y Vân để hắn phát hiện minh giới hoàng tộc cũng có một chút không tệ phẩm chất, như loại này tình huống Y Vân hoàn toàn có thể không thực hiện ước định, thậm chí có thể cùng Y Lâm tố giác hắn. Đại nhân, nơi này cách ly thiên linh thành rất xa. Y Vân nhìn một cái phía tây nói ra, Y Vân địa vị thấp, không có tư cách cưới minh thần đại trận, sở dĩ chỉ có thể dựa vào bay qua. Lần trước ta rời nhà trốn đi lại tới đây bay một tháng thời gian, đại nhân muốn đi theo bị liên lụy không sao, ta mang người bay đi. Giang giật khoát tay áo, một cái tay bắt lấy Y Vân về phía tây bên cạnh nhanh chóng bay đi. Si hồng thần thức vô thanh vô tức như như gió mát hướng bốn phương tám hướng quét tới. Giang giật tốc độ đạt tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang về phía tây bên cạnh bay đi. Đại nhân quả nhiên cường đại, Y Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cảm khái nói, phụ thân ta tốc độ nhanh nhất cũng không sánh bằng ngươi, chiến lực của ngươi hẳn là nhưng so sánh minh lư đại nhân A. Y trong mắt có chút nhàn nhạt nghi hoặc, dù sao minh lưu dạng này minh vương cũng không nhiều giang giật nếu có như thế thực lực cường đại tùy ý có thể tiến vào thiên linh thành vì sao muốn ngụy trang của phi nàng ngược lại là không có đi nhân tộc bên kia suy nghĩ dù sao giang giật cùng minh tộc không có gì khác nhau lấy nàng kiến thức cùng thực lực khẳng định dò xét không ra bất kỳ vấn đề phía trước có minh tộc theo bên phải đi vòng qua xoay trái si hồng không ngừng truyền âm để giang giật cải biến phương hướng có si hồng tại giang giật căn bản sẽ không cùng minh tộc tao ngộ bên trên Coi như tao ngộ không có việc gì, có y vân cái này đáng tiến bài tại, hắn có thể tại thiên linh giới tùy ý hành tẩu. Giang giật tốc độ quá nhanh, y vân cần một tháng mới có thể bay đến thiên linh thành, giang giật nhiều nhất chỉ cần 5-6 ngày. Thiên linh thành khoảng cách cờ trắng thành cũng không tính xa, thiên linh giới cũng không lớn, nếu không giang giật nếu muốn bay mấy tháng vậy liền khổ bức. 6 ngày sau đó, một tòa to lớn cự thành rốt cuộc ra xa xa phía cuối chân trời, bốn phía minh tộc thêm dọa người, thành trì phụ cận bên trong dãy núi đều là minh tộc ít nhất có mấy ngàn vạn, đem chọn tòa thành trì đều vây lại. Giang giật không có cách nào chỉ có thể giảm tốc mang theo Y Vân mạnh mẽ xông tới, cũng may Y Vân trong tay có một tấm lệnh bài, vẫn là hoàng tộc thân phận, không có bất kỳ cái gì minh tộc dám ngăn trở, Giang giật cùng Y Vân thành công đột phá tầng tầng chặn đường đã tới ngoài cửa thành. Ngoài cửa thành có hoàng tộc đóng giữ, Y Vân vừa mới bay qua, nhìn thấy bên ngoài đóng giữ một hoàng tộc đằng sau sắc khẽ biến. Cái kia hoàng tộc khóa chặt Y Vân về sau, đôi mắt cũng lạnh xuống, lạnh giọng nói ra tiện hóa người còn có mặt mũi trở về năm đó người dám tự mình rời đi gia tộc giờ phút này trở về không sợ bị đánh chết tươi kia là ta cùng cha khác mẹ huynh trưởng y vân thấp giọng nói một câu cắn răng đi tới nói gia tộc muốn thế nào xử trí ta y vân đều không có chút nào lời oán giận y lực ta có trở về hay không đến cần gì ngươi nhiều lời hư nhiều lời nam tử cười lạnh mấy tiếng nói người cút đi nhà chúng ta không có người dạng này tiện hóa phụ thân đã sớm đem người khu trục ra gia tộc, người không có tư cách bước vào thiên linh thành. chương 1867, sống không bằng chết. Giang giật đôi mắt lạnh lẽo, nếu như ngay cả thiên linh thành đều vào không được, hắn hao tổn tâm cơ tới làm gì. Y Vân cũng rất bình tĩnh, đùa cợt nói ra có hay không tư cách vào thành không phải ngươi nói tính, hôm nay ta hết lần này tới lần khác phải vào thành, hoặc là ngươi đem ta giết đi. Hừ hừ, y lực cười lạnh hai tiếng nói, tiện hóa người muốn chết, chính người tự sát, đừng tới hại ta. Bản thống lĩnh phụ trách thủ hộ thiên linh thành, ta nói ngươi không có tư cách tiến vào tựu không có tư cách đi vào, nhanh chóng thối lui, nếu không chúng ta chỉ có thể đem các ngươi ném vào minh ngục. Y Vân không cách nào, ánh mắt nhìn về phía giang giật, biểu thị nàng không có cách nào. Giang giật khoát tay áo mang theo Y Vân cách xa cửa thành, đi ngàn trượng sau hắn thấp giọng dò hỏi, không có biện pháp còn lại còn lại cửa thành có thể hay không vào. Y Vân lắc đầu nói, cái này thành chỉ công tác hộ vệ một mực là nhà chúng ta quản, hẳn là y lực phụ trách cái này cửa thành không thể vào còn lại cửa thành cũng không thể tiến vào y lực thân phận tại nhà chúng ta tương đối tôn quý mẹ của hắn là một cái khác đại gia tộc tiểu thư mẫu thân của ta lại là thị nữ sở dĩ bọn hắn một mực khi dễ ta giang giật nội tâm trầm xuống hắn đôi mắt trở nên băng lãnh nói ra giống như cưỡng ép đi vào có hậu quả gì không minh ngục rất khủng bố cái này không thể y vân hoảng sợ nói ra cưỡng ép tiến vào sẽ coi là công thành coi như không bị giết cũng sẽ vĩnh thế bị chấn áp tại minh ngục vừa vào minh ngục cái này đều không thể nào chạy ra nhục thân cùng linh hồn đều bị bị chấn áp giang giật có chút nhức đầu sờ lên cái mũi hắn đối với minh giới không phải hiểu rất rõ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chẳng lẽ lại ngàn dặm xa xôi chạy tới lại phải về đến cờ trắng thành nội chờ cơ hội cái này phải chờ tới lúc nào a à? đại nhân ta có một cái biện pháp y vân đột nhiên nghĩ đến một ý kiến nàng ánh mắt hướng xa xa y lực nhìn một cái nói ra đại nhân người chiến lực cao cường, có thể đi khiêu chiến y lực. Chỉ cần thắng hắn, người sẽ giành được đám kia hộ vệ tôn trọng, đến lúc đó muốn vào thành tựu đơn giản. Khiêu chiến, Giang giật có chút kinh ngạc, mình giới thế mà còn thịnh hành khiêu chiến sự tình. Hắn trầm ngâm xuống tới, y lực chiến lực kỳ thật cũng không tính rất mạnh, cũng liền phong vương cấp chiến lực đi, đánh bại hắn vấn đề không lớn. Vấn đề là thành nội có minh vương, hắn động thủ sẽ bị minh vương cảm giác được, có thể hay không bại lộ nhân tộc thân phận. Yên tâm xuất thủ, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện, người đừng nhúc nhích dùng thiên lực, vận dụng huyền hoàng chi lực không có việc gì. Đúng rồi, cái kia tàn kiện ta cảm ứng được, ngay tại thành nội. Si hồng truyền âm vang lên, giang giật đôi mắt sáng lên, si hồng đều như vậy nói, hắn còn có cái gì cố kỵ hắn mang theo y vân nhanh chân hướng cửa thành đi đến, khi thế trên người dần dần dâng lên, ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm y lực, đôi mắt như một cái giữ tợn dã thú. Ừ, y lực thần biến sắc đến băng lãnh, nhìn chằm chằm giang giật nói, tạp vái, ngươi nhìn chằm chằm bản thống lĩnh làm gì ngươi muốn lấy phạm thượng. Giang giật lạnh giọng nói ra, y lực, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn thay y vân lấy lại công đạo, các ngươi khi phụ nàng nhiều năm như vậy. Ha ha ha, y lực cười ha hả phụ cận người mấy cái hoàng tộc cũng đùa cợt nở nụ cười. Mặc dù Giang giật khí thế mặc dù trở nên mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là phong hào chiến thần khí tức. Lại muốn khiêu chiến nhưng so sánh mị ảnh vương y lực đây không phải châu chấu đá xe, chính mình tìm tội bị sao. Giang giật tựa như một cái quật cường tiểu hài, lần nữa quát khẽ y lực, ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám hay không nghênh chiến. Có cái gì không dám, y lực đùa cợt cười nói, đã ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi, chư vị chứng kiến, đây chính là hắn muốn khiêu chiến của ta. ầm um, y lực trong tay xuất hiện một cái chiến phủ, hai chân trầm xuống nhảy lên thật cao hướng bên này bay vụt mà đến, Giang giật hướng y vân khoát tay áo cái sau vội vàng thối lui. Giang giật đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn qua không trung bay vụt mà xuống y lực, nhìn xem cái kia thanh phá không mà đến cự phủ, sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến, thân thể cũng không có động, tự trơ mắt nhìn xem kia đầu phủ đánh xuống. Ừ, y lực nhìn thấy giang giật không nhúc nhích còn sợ đánh chết hắn, đầu phủ có chút hướng bên cạnh di động, đối giang giật bả vai đánh xuống. Giang giật lúc này thân thể động, trên người hắn minh khí lan tràn ra đem khắp nơi bao phủ, để bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Uống, hắn hai chân trầm xuống, huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể hóa thành thiểm điện, đột nhiên hướng phía trước đập tới hắn cũng không có toàn lực xuất thủ dù sao toàn lực xuất thủ chiến lực liền có thể so minh lư vậy sẽ bị y lực hoài nghi hắn chỉ là vừa đúng tránh đi y lực công kích sau đó vừa đúng dùng nắm đấm đập ầm ầm một quyền tại y lực trên thân ầm uhm, y lực bị đập bay ra ngoài cũng không nhận được rất nghiêm trọng thương thế bất quá giang giật thân thể nhanh chóng dán lên hắc khí thoáng cái lại bao phủ y lực lần nữa không cẩn thận tránh khỏi y lực công kích lại là một quyền nện ở lồng ngực của hắn lần này không đợi y lực bị đập bay giang giật một tay một chảo y lực đem hắn hướng xa xa dãy núi ném đi tiếp lấy thân thể tiêu xạ mà đi tiếp tục công kích phanh, phanh 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 nơi xa cửa thành những người kia căn bản là thấy không rõ hai người cụ thể giao chiến quá trình chỉ có thể nhìn thấy y lực không ngừng bị đập bay tiếp lấy lại bị khói đen che phủ tiếp lấy lại bị đập bay căn bản không có sức hoàn thủ bất quá nhìn giang giật lực công kích tựa hồ cũng không mạnh mẽ nếu không đập nhiều như vậy quyền y lực thế mà xương cốt còn không có gãy mấy cây Giang giật tốc độ ngược lại để bọn hắn rất là kinh ngạc, một cảnh giới thấp như vậy hoàng tộc, tốc độ thế mà nhanh như vậy. 10 quyền, 50 quyền, 100 quyền, y lực đã bị nện đến đầu óc choáng váng, bắt đầu còn có thể phản kích, đến đằng sau chỉ có thể tiếp nhận như như bạo phong vũ quả đấm. Đầu hắn bị nện mấy quyền, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng bị nện đến càng thêm chóng mặt, cuối cùng hắn bị giang giật trùng điệp một quyền trực tiếp thẻ ngất đi. ầm, um, đầu hắn hung hăng nện ở trên ngọn núi, đem một cái cự thạch đụng nát, con mắt đảo một vòng ngất đi. Giang giật thân thể theo hắc vụ bên trong ngưng hiện, hắn xảy bước đi tới kéo lại lấy y lực hướng cửa thành đi đến. Sàn sạt, cước bộ của hắn không trọng, khí thế không mạnh, dáng người không cao lớn lắm, ngoại hình không tính xuất chúng, nhưng giờ khác này không có một cái nào hộ vệ dám khinh thường hắn. Tại minh giới có phi thường hà khắc đẳng cấp chi tranh lệch, mà thực lực liền có thể đại biểu đẳng cấp, giang giật có thể thắng y lực, vậy liền có thể thắng được đám này hộ vệ tôn kính. ầm. Um, Giang giật đem y lực trùng điệp nhét vào trên mặt đất, ánh mắt tại một đám hộ vệ trên thân đảo qua, lạnh giọng nói ra chúng ta có thể vào thành sao. Một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải, y vân đi tới, trong tay lệnh bài sáng lên trầm giọng nói ra, phù quân, ai dám cản chúng ta vào thành, người tự khiêu chiến hắn. Giang giật ánh mắt quét qua, lúc đầu muốn nói chuyện hộ vệ đều không dám nói chuyện, Giang giật mang theo y vân nhanh chân hướng bên trong đi đến, rất nhanh biến mất tại trong thành trì. Thống lĩnh! các loại chờ giang giật cùng y vân vào thành về sau một đám hộ vệ vội vàng cấp y lực chữa thương chờ chỉ chốc lát y lực tỉnh táo lại hắn thẹn quá thành giận giống lên y vân cái này tiện hóa ở đâu tìm cái con hoang phu quân cho bản thống lĩnh trở lấy ta lập tức liền sẽ để các ngươi sống không bằng chết chương 1868, xử lý hắn đại nhân chúng ta đi cái nào tiến thành y vân tự hỏi thăm giang giật y ra đã đem y vân trục xuất gia tộc nàng trở về chỉ có thể tự rước lấy nhục sở dĩ y vân cũng không biết đi đâu giang giật nghĩ nghĩ hỏi có khách sạn lữ điếm sao đương nhiên là có y vân gật đầu nói bất quá cần minh tệ trên người ta minh tệ không nhiều trên người người lớn có minh tệ sao minh tệ giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi minh tệ không phải đốt cho người chết sao minh giới thế mà thật dùng minh tệ a à trên người hắn có cái giấm minh tệ hắn thần thức quét vào trong giới chỉ tại cổ phi trên thi thể nhìn lướt qua phát hiện một chút màu đen thạch đầu hắn lấy ra Y Vân lập tức gật đầu nói, đủ rồi. Giang giật đi theo Y Vân hướng trong thành đi ra, cái này thành trì bên trong minh giới hoàng tộc tương đối nhiều, ít nhất có hơn 100 vạn đi, Giang giật không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể điệu thấp hành tẩu, chờ đợi si hồng chỉ thị tiếp theo. Đi đến thành trì ở giữa, Y Vân mang theo Giang giật tiến vào một cái tòa thành bên trong, thanh toán một chút minh tệ tiến vào một cái lâu đài nhỏ bên trong. Giang giật trở ra lập tức đi một cái phòng, tâm niệm yên lặng tại trong tay áo hỏa linh châu bên trong giò hỏi, si hồng đại nhân, giò xét tới rồi sao? Ừm, si hồng phi thường khẳng định nói ra, tại phía đông lớn nhất một tòa thành lâu đài bên trong. Tòa thành bên trong không có minh vương, bất quá mặt phía bắc một tòa thành lâu đài bên trong ở một cái minh vương, cái kia khí thức rất cường đại, hẳn là thiên linh giới giới chủ minh lư. Vậy chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp đánh tới tranh đoạt, sau đó đi cưỡng ép rời đi thiên linh giới? Địa phương quỷ quái này giang giật là một khắc cũng không muốn chờ đợi, chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, như là đã khóa chặt hỏa long kiếm tàn kiện, vậy còn chờ gì? Cướp đoạt tàn kiện không là vấn đề, rời đi thiên linh giới cũng không phải vấn đề. Si Hồng lời nói có chút ngưng trọng, nhưng rời đi về sau, người sẽ lập tức bị Minh Vương truy sát. Phụ cận thiên cương giới có ba cái nhưng so sánh phong đế cấp Minh Vương, giống như ngươi không thể kịp thời trốn về thiên hồng giới phụ cận, sợ là cuối cùng muốn bị cái này ba cái phong đế cấp Minh Vương đánh giết. Ừm, vậy liền đợi chút đi, nhìn xem có hay không có cơ hội, ta đi dò xét tình hình bên dưới hướng. Giang giật ra khỏi phòng, tìm tới Y Vân hỏi thăm về đến, Y Vân, phía đông lớn nhất tòa thành ở ai? Phía đông, Y Vân có chút kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ lại nói ra, phía đông kia là nhà ta tòa thành, đại nhân, người thứ muốn tìm tại nhà ta. Nhà ngươi, Giang giật không nghĩ tới hỏa long kiếm tàn kiện thế mà tại Y Vân trong nhà. Xem ra ngay tại thiên linh thành nhị thành chủ y lục trong tay Hắn có chút buồn bực hắn đáp ứng y vân không trong thành đại náo, xem tình huống không nháo là không được, nếu không y lục làm sao có thể ngoan ngoãn đem hỏa long kiếm tàn kiện cho hắn một khi đại náo y vân tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Y vân nhìn thấy giang giật trên mặt lộ ra vẻ làm khó, trầm giọng nói ra, đại nhân, nếu như ngươi nhất định phải đi nhà ta cướp đoạt đồ vật, ngươi không cần cố kỵ y vân. Cái nhà kia y vân không có nửa điểm tình cảm, ngươi coi như giết phụ thân ta y vân cũng sẽ không trách ngươi. Ta chỉ cầu đại nhân làm xong việc mang Y Vân rời đi thiên linh giới tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, nói yên tâm đi, ta không phải qua sông đoạn cầu người, giống như nhất định phải xuất thủ, ta hội hộ vệ an toàn của ngươi. Y Vân không hiểu an tâm, Giang giật vội vàng hỏi thăm một phen nàng thành nội tình huống, một phen trò chuyện về sau, hắn đối thành nội tình huống ngược lại là có chút hiểu rõ. Toàn bộ thiên linh thành chỉ có một cái minh vương, liền là minh lư, thành nội hoàng tộc quân đội có trăm vạn, phía ngoài minh tộc đại quân có mấy ngàn vạn. Chỉ có một cái minh lư, Giang giật có chút giải sầu, hắn còn chiếm được một cái phi thường hữu dụng tin tức thành nội chỉ có 5 cái minh thần đại trận, 4 cái trên quảng trường kết nối lấy thiên linh giới 4 cái đại thành, còn có một cái tại minh lưu tòa thành bên trong, kết nối lấy thiên cương giới. Giang giật nội tâm nắm chắc, không bằng hắn vẫn là không dám làm loạn, chỉ có thể ở trong lữ điếm ẩn núp chờ cơ hội. Một canh giờ sau, hắn phát hiện chính mình không cách nào ẩn núp, bởi vì y lực dẫn người tìm tới cửa. Hiu hiu hiu, y lực mang theo mấy chục người, trong đó có cái trung niên hoàng tộc khí tức so với hắn còn muốn cường đại, nói rõ tìm đến sự tình. Tiến vào lữ điếm về sau, đám này hoàng tộc trực tiếp đem tòa thành vây lại. Nơi này tòa thành không có cấm chế, y lực cùng cường giả kia trực tiếp dẫn người vọt vào tòa thành bên trong. Y huyết, y vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tựa như thấy được ác ma, nàng vội vàng trốn ở giang giật sau lưng nhỏ giọng nói ra, đây là nhà ta cầm kiếm đường đường chủ, đại nhân cẩn thận chút, hắn chiến lực rất cường đại. Bị Y Vân gọi Y huyết trung niên hoàng tộc vừa tiến đến về sau, lãnh mâu quét qua giang giật cùng Y Vân quát khẽ nói, toàn bộ cầm xuống. Hưu, hai người quân sĩ nhanh chân đi đến, trong tay nắm lấy xích sắt liền muốn cầm xuống giang giật cùng Y Vân, giang giật quát lớn, các loại chờ, người dựa vào cái gì cầm xuống chúng ta chúng ta có tội tình gì. Tội chết, Y huyết căn bản không có giải thích quá nhiều ý tứ, quát lạnh nói, trực tiếp cầm xuống, dám can đảm chống cự, giết chết bất luận tội. Uống, hai đầu to lớn xích sắt vung vẩy tới, liền muốn cuốn lấy Giang Giật cùng Y Vân, sự tình đến cục diện như vậy, căn bản khó giải, Giang Giật tiến vào minh giới đến chịu biệt khuất cùng lệ khí thoáng cái tự bộc phát ra. Hắn rốt cuộc không quản được nhiều như vậy, nhẹ tay nhẹ vỗ đem Y Vân đẩy lui, trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, khí thế đạt tới toàn thịnh, thân thể lóe lên, hai cái vào tới hoàng tộc trong nháy mắt bị hắn đập bay ra ngoài, đầu như như dưa hấu nổ tung.